Người đàn ông này thần công mạnh quá, đè một cái, tuyết mù tạt bắn ra rơi vào mồm Đông Gu. Cay quá làm Đông Gu không quan tâm gì hơn. Anh thấy nước là uống nhưng lại nhổ ra một con cá. Trong lúc mơ màng quay về phòng, đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ. Khi anh mở rèm ra thì ra đó là tiếng của em bé. Anh ngạc nhiên rồi hét lên. Sau đó anh vội gọi hai người anh em còn lại đến xem. Junki nghĩ đó là giả. Anh lấy tay nhấn vào má em bé, thấy mắt nó còn động đậy. Nhìn thấy đứa bé đáng yêu này, ba người ngẩn tò te không biết em bé ở đâu ra. Lúc ba người đang bối rối, đứa bé bắt đầu khóc. Đông Gu nghĩ chắc nó đói rồi. Anh thò tay sờ cái mùi đó, mùi nồng nặc, màu lòng đỏ trứng. Đông Gu bất lực đeo găng tay vào, chuẩn bị kỹ càng. Rồi anh lấy khăn ướt lau cho em bé, vừa lau vừa nín thở. Hai người còn lại cũng lấy áo bịt mũi lại, cuối cùng anh mặc bỉm cho em bé. Sau khi thay xong, Đông Gu tự hào nói rằng việc này đơn giản quá rồi. Em bé lại cho anh thêm một phát nữa, anh cạn lời luôn. Em bé cứ khóc mãi, ba người lúng cuống một lúc lâu. Rồi em bé cũng dừng khóc, nhưng vừa ngồi xuống em bé lại khóc. Anh lại phải đứng lên được, không cần làm nữa, dỗ trẻ con thôi. Thì ra ba người cùng nhau kinh doanh một homestay. Bằng sự cố gắng của ba người, homestay làm không đủ ăn, nên sắp phải đóng cửa. Nhưng đứa bé vẫn phải uống sữa, thế là ba anh em đi mua sữa bột. Vì trong túi còn sạch hơn mặt nên suýt nữa thì đánh nhau với người bán hàng. Trên đường về nhà, đứa bé lại thu hút được một đoàn khách. Thế là homestay không lo thiếu ăn rồi, dựa vào sự ủng hộ từ các fan của em bé. Việc làm ăn bắt đầu phất lên, ba anh em cũng đối xử với bé ngày càng tốt hơn. Hôm đó, ba anh em định cho bé uống sữa. Không ngờ vừa chớp mắt đã không thấy bé đâu, họ thấy một bóng đen đang chạy trốn. Ba anh em vội chạy đuổi theo, Junki bắt lấy người mặc áo đen. Vừa quay người ra, Junki ngây ngất rồi thốt lên xinh quá. Anh hỏi cô không sao chứ, cô gái liền đến nhà trọ rồi cảm ơn mọi người. Hôm qua đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Nói xong cô liền rời đi, mọi người gọi cô lại ăn cơm. Cô từ chối nói rằng mình không đói, nhưng đúng lúc đó bụng cô reo lên. Vừa mới ngồi vào bàn, Mina ăn ngấu nghiến hết miếng này đến miếng khác. Sau đó đón lấy đứa bé, động tác này làm mọi người đều sững sờ. Đông Gu mang bánh mì đến, thấy cảnh này cũng vội vàng quay đi. Tư thế này làm ba ông tí thì nằm bò xuống đất. Nhưng đứa bé đang quen uống sữa bột, không biết bú mẹ nên cô đành phải vắt sữa. Nhưng họ không có máy hút sữa, thế là Đông Gu và Junki đến cửa hàng mẹ và bé. Đông Gu phát hiện cái áo này lại có khóa ở ngực. Nhân viên bán hàng nói, đây là áo cho con bú. Đông Gu cũng tỏ vẻ am anh liền đi ra chỗ khác. Junki bên này cũng phát hiện rất nhiều thứ. Nhân viên giới thiệu cho anh đây là miếng lót tránh trào sữa để tránh sữa bắn ra như nước bắn ra ý. Junki sợ quá để lại chỗ cũ. Tiếp đó nhân viên bán hàng giới thiệu máy hút sữa cho họ. Sau một hồi tư vấn đầy nhiệt tình của nhân viên, hai người ngẩn tò te rồi mua bừa một cái. Thế là họ mua xong. Sau khi về nhà, Junki đưa máy hút sữa cho Juna. Thế là cô ấy lại hồn nhiên hút sữa. Sữa mãi không ra, cô nói hình như bị tắc tia sữa rồi. Junki hỏi cô phải làm thế nào, cô nói chỉ còn cách massage thôi. Hết cách, Seojin đành đeo găng tay đi vào phòng. Một lúc sau cô đi ra ngoài với dáng vẻ tàn tạ. Junki hỏi cô có thành công không. Cô nói với anh cô như thế này rồi anh còn không thấy sao. Junki liền đi lấy máy hút sữa, thấy Dusik lại đi lấy cái đó để massage. Junki tức điên, mắng cho Dusik một trận. Dusik cũng không nhịn được nữa, liền cãi lại anh đó không phải là máy massage thôi sao. Junki đáp lại đây không phải là máy massage, mà cái này dùng để hút sữa đấy. Bạn nói người đàn ông này có đen đủi không? Vừa hóa trang xong, đạo diễn lại nói nay không quay nữa, mai quay. Thậm chí, còn không cho anh ấy tẩy trang, anh cứ thế mà về nhà. Khi anh thắc mắc với đạo diễn liền nói phải giữ nguyên lớp hóa trang này. Nếu mà anh xóa đi thì không phải đến quay nữa. Vì tiền đồ, Junki chỉ có thể nhẫn nhịn kết quả. Khi vừa lên xe bus đã bị mọi người trên xe bắt đầu nhòm ngó. Anh thấy rất ngại, anh muốn nắm tay cầm lại sợ hỏng móng tay. Nên anh tạo dáng ở động tác ổn áp nhất. Sau khi về nhà, bị Đông Gu giật mình hỏi anh là ai. Junki nói là em đây, có điện thoại gọi đến nhưng Junki móng tay dài quá, còn không cầm được điện thoại, anh chỉ có thể để Dusik nghe giúp anh. Đầu dây bên kia chính là cảnh sát gọi đến. Thì ra lúc anh tạo dáng đã bị trộm mất ví tiền. Junki chỉ có thể mặt dày đến đồn cảnh sát, tí nữa lại bị cảnh sát nghĩ là quái vật và cho ăn đạn. Junki liền giải thích cho cảnh sát rằng anh vừa gọi điện thoại đến để lấy lại chiếc ví đã bị trộm. Cảnh sát liền nhận ra và hỏi anh mặt anh bị làm sao thế. Dusik giải thích rằng vì anh là diễn viên nên phải giữ nguyên lớp hóa trang. Sau đấy anh lấy lại ví tiền nhưng cảnh sát ngăn anh lại. Cảnh sát nói phải kiểm tra chứng minh thư thì mới lấy lại được ví, mà mặt anh đang hóa trang lên không thể nhận ra được. Cảnh sát bảo anh tẩy trang đi rồi mới nhận dạng được khuôn mặt, nhưng anh không thể tẩy trang, nếu không anh sẽ bị đuổi việc. Cảnh sát hỏi anh phải làm thế nào, anh bảo hãy xét nghiệm ADN của anh đi. Cảnh sát nghĩ rằng anh bị điên rồi, rằng co một hồi, ví tiền của Junki vẫn ngoan ngoãn ở đồn. Anh chỉ có thể về nhà trước, lúc trên xe, vì móng tay dài quá nên anh không nhét được xu. Junki bất lực nhìn nó lăn trên xe nhưng lại phát hiện ra một người anh em. Junki và anh yêu tinh xanh nhìn nhau rồi đồng cảm mà rưng rưng. Cậu thanh niên này vừa vào bếp thì phát hiện một hộp nấm bị mốc. Anh dặn dò người phụ nữ phải vứt bỏ nó đi vì nó không ăn được nữa. Nhưng vừa nói xong thì một nồi lẩu nấm trông rất ngon được dọn lên. Mọi người ăn vào đều khen rất ngon,
nhưng chỉ đáng thương anh chàng bên cạnh không thể dùng được đũa. Vì móng tay anh đang hóa trang nên không thể cầm được đũa. Thế rồi anh lấy tay để gắp thức ăn, mọi người liền ngăn anh lại. Nói anh là động vật à, sao lại ăn như thế? Junki hết cách chỉ đành nhờ Jun A. Anh nhờ Jun A lấy ống hút để uống canh. Mọi người nhìn anh mà ngơ ngác, đứng hình. Dong-gu hỏi anh cứ phải làm thế này sao? Junki nói nếu làm hỏng lớp hóa trang sẽ mất vai, nên anh chỉ đành làm như vậy. Cuối cùng mọi người đã xử lý sạch nồi canh. Nhưng chỉ một lúc sau mọi người đều xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh. Ba người ở ngoài cứ giục Seo-jin nhanh lên, họ sắp không chịu nổi nữa rồi. Seo-jin bên trong cũng đang cố gắng để giải tỏa nỗi niềm. Dong-gu không chịu được nữa vội vàng chạy ra ngoài. Anh cố gắng vừa nhịn vừa bước đi thật nhanh, nhưng cứ mỗi lần bước lên cầu thang lại phải thật cẩn thận, vì nếu không sẽ bị Beautiful ra giữa đường thì toang mất. Khó khăn anh lắm mới đến nhà vệ sinh, thì phòng thứ nhất có người, phòng thứ hai thì lại đang sửa. Dong-gu quay người rời đi thì lại đụng trúng người yêu cũ Sun A. Vì để níu kéo Sun A nên Dong-gu còn quên cả việc phải đi giải quyết. Khi anh nói với Sun A cho mình một phút thôi, lúc này anh không chịu được nữa. Vậy là cứ thế anh nắm chặt hai tay, nín chặt, phát ra âm thanh mãnh liệt. Sun A tức giận nói đây chính là điều anh muốn nói sao? Anh coi cô là gì hả? Sau đó cô liền quay người rời đi. Lúc này Dong-gu đã nhịn hết nổi rồi, anh đi tìm khắp nơi. Khó khăn lắm anh mới thấy một vị trí đắc địa. Kết quả lại là nhà vệ sinh công cộng để bán. Dong-gu bị ông chủ mắng một trận, cuối cùng anh phải bỏ tiền ra mua nó về và trở thành đồ trang trí ngầu nhất trong nhà. Cô gái này đang tắm, giây tiếp theo thì cô bị trượt chân ngã vì dẫm phải cục xà bông. Nhưng ngay sau đó cô càng sụp đổ hơn nữa bởi Min A nhìn thấy cô đang cạo râu. Hóa ra hồi Seo-jin còn nhỏ, vì học theo bố cô cạo râu, nên kết quả càng cạo càng dài, cô lại càng cạo càng nhiều. Cuối cùng cô bị biến thành bộ dạng này đây. Ngay cả khi cô ngủ cũng sẽ chảy nước miếng. Nhưng dù Seo-jin có bao nhiêu ưu điểm thì cô cũng có bấy nhiêu khuyết điểm. Cô cũng có người mình thích. Một khi cô chỉ cần nghe đến tên Tae-hyun, thì cô ấy sẽ lập tức biến thành một bộ dạng khác. Ánh mắt hút hồn của anh ta cũng có thể khiến Seo-jin điên đảo. Cho dù đối phương chỉ chạm vai cô thôi, thì tim cô cũng như muốn nhảy ra ngoài rồi. Hai người nói chuyện một lát, chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Nhưng cửa lại không tài nào mở được, Tae-hyun dùng lực kéo ra khiến tay nắm cửa bị rơi ra. Anh liền mượn Seo-jin điện thoại, nhưng cô lại để quên trên bàn. Điện thoại anh cũng để trong ba lô rồi, hai người không còn cách nào khác, đành phải chờ người đến cứu. Trong hoàn cảnh cô nam quả nữ, Tae-hyun cũng đã bày tỏ tâm tư của mình đối với Seo-jin. Hai người nói chuyện đến tận nửa đêm, nhưng khi vừa quay lại định tỏ tình, Tae-hyun nhìn thấy một cảnh không thể thốn hơn. Đó là ria mép cô lại mọc lên. Tae-hyun nhìn cô mà rất sốc. Để bảo vệ hình tượng, cô tiện tay đẩy Tae-hyun ra, nhưng cô lại vô tình làm đầu tiền bối đạp vào bàn. May mà đầu Tae-hyun cũng cứng nên chỉ một lúc sau đã tỉnh lại. Tae-hyun không để ý đến cái đầu bị đau, mà anh lại nhìn Seo-jin thật kỹ rồi lại sốc tiếp. Seo-jin vì xấu hổ quá nên cô lại lấy quyển sách đập vào đầu anh ta. Từ sau khi đó mối tình đầu của Seo-jin cũng phải kết thúc. Nhưng câu chuyện của mấy người này lại mới chỉ là bắt đầu thôi. Con trai khi thất tình sẽ đau khổ như thế nào? Mọi người đang tổ chức party tại nhà, thấy Dong-gu như vậy, mọi người hỏi anh ta bị làm sao. Junki liền nói anh ấy bị bạn gái đá, rồi mọi người lại tiếp tục nhập cuộc. Seo-jin đi từ trong phòng ra cũng mếu máo ra chỗ Dong-gu ngồi. Mọi người thấy vậy cũng hỏi cô ấy bị làm sao nữa thế. Junki cũng nói cô ấy cũng vừa bị đá, vì cô quá đau lòng mà mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt. Mọi người nghe xong đột nhiên không còn hứng thú nữa, lũ lượt ra về. Junki và Dusik lớn tiếng trách mắng hai người đừng có khóc nữa, nếu còn như vậy sẽ rất bất tiện, nhà trọ còn phải tiếp khách nữa. Seo-jin xin lỗi hai anh rồi nói rằng cô không thể quên Tae-hyun được. Bỗng nhiên có người đến gọi Seo-jin, hóa ra là Tae-hyun. Seo-jin còn tưởng anh ta đến trách móc cô, nhưng không ngờ anh ta đến tỏ tình Seo-jin. Anh nói cho dù đầu cô có mọc ra cây chuối, nách cô có mọc ra tảo hay rong biển thì anh cũng không quan tâm. Rồi Tae-hyun tỏ tình Seo-jin. Thấy hai người gương vỡ lại lành, Dong-gu vô cùng ngưỡng mộ. Từ đó về sau, Tae-hyun không chỉ làm hòa với Seo-jin mà còn tặng cô một món quà rất đắt. Seo-jin vừa về đến nhà đã bị Junki giành lấy. Kết quả khi mở hộp quà ra xem thì ra là cái dao cạo. Seo-jin nhìn hộp quà rồi ngơ ngác, hỏi tại sao Tae-hyun có thể tặng thứ này chứ. Junki khịa Seo-jin nói đúng là ngàn năm có một mà. Anh chưa từng thấy cô gái nào lại được bạn trai tặng dao cạo. Cả thế giới chắc chỉ có mình cô như thế thôi, nhưng Dong-gu lại không nghĩ thế. Anh nói rằng anh còn chưa được bạn gái tặng cho mình món quà nào quý giá như thế. Nhưng không lâu sau, Seo-jin đã phát hiện ra tật xấu của đối phương. Tae-hyun không chỉ ngoáy mũi mà còn vo thành cục. Sau đó Seo-jin mở hộp cơm ra, Tae-hyun lại trực tiếp dùng tay cầm đồ ăn. Ngay sau đó, Seo-jin lại càng phát điên hơn nữa. Tae-hyun lại lấy miếng cơm rồi đút cho Seo-jin ăn. Cô từ chối nhưng anh vẫn cố nhét cho cô ăn. Cô thấy ghê quá liền đánh lạc hướng Tae-hyun, rồi nhả miếng kia đi. Sau một thời gian tiếp xúc với tật xấu của Tae-hyun, anh không những không từ bỏ tật xấu mà tốc độ ngoáy mũi càng lúc càng nhanh hơn. Cuối cùng, Seo-jin cũng phát điên lên, cô nói anh Tae-hyun đừng ngoáy mũi nữa. Nhưng anh nói đó là sở thích của anh không thể từ bỏ được. Dong-gu vừa thất tình, anh thề cả đời này sẽ không cưới ai. Nhưng ngay sau đó, anh lại va phải Min A. Dong-gu lúc này đang ngượng ngùng, Dusik liền mời cô đi uống cà phê. Nhưng Min A lại muốn đi uống rượu, Dusik thấy vậy liền từ chối.
Anh nói Đông Gu phải về nhà trước, bởi vì anh vừa mới chia tay bạn gái nên chưa muốn đi hẹn hò. Min A thấy vậy liền nói không sao đâu, cô hiểu anh mà. Vì sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của Đông Gu, Du Sik đành đưa Min A đi trước. Đông Gu nhìn bọn rời đi, anh liền thất vọng quay người đi. Khi Du Sik với Min A ăn uống, Đông Gu tiến lại gần. Anh còn cố ý đá vào chân ghế rồi giả vờ xin lỗi Du Sik. Du Sik liền nhận ra ngay Đông Gu. Du Sik nói Min A muốn ăn ngao nướng rồi anh hỏi Đông Gu đang làm gì ở đây. Đông Gu nói tôi vốn định về nhà nhưng suy nghĩ đang rất loạn nên muốn uống ly rượu. Đông Gu nghĩ thầm, cậu bạn ngốc thật đấy. Không còn cách nào, Đông Gu đành phải ngồi ở vị trí gần họ nhất để gọi món. Anh gọi một chai soju và một phần ngao nướng. Đông Gu không hay biết một phần ngao nướng lại đầy áp bàn thể này. Anh nhìn bàn ngao rồi nói biết bao giờ anh mới ăn hết đây. Nhưng anh ngồi chưa được bao lâu thì hai người kia ăn xong rồi. Đông Gu thấy vậy cũng định đứng dậy đi về cùng. Du Sik thấy vậy liền hỏi Đông Gu, đồ ăn còn nhiều như vậy sao lại đi về. Đông Gu nói anh sẽ mang về cho Son. Du Sik nói Son mới được 100 ngày tuổi sao mà ăn được. Đông Gu liền nói mang về xay ra cho Son ăn. Ở một cảnh khác, Jun Ki vì để được quay phim, anh lại quỳ xuống cầu xin đạo diễn, nhưng đạo diễn bảo cậu cởi quần áo ra đi. Jun Ki ngây người còn tưởng được nhận vai lớn. Đạo diễn nói đây là bộ phim về bơi lội, phải xem thân thể của anh như thế nào thì mới phân vai được. Khi Jun Ki vừa cởi áo ra thì đạo diễn tức giận nói anh có nhiều lông như vậy, nếu đóng vận động viên bơi lội thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Jun Ki nghe vậy thì lập tức hiểu ra vấn đề. Vì đóng vai diễn này anh hứa với đạo diễn sẽ triệt sạch lông. Một lúc sau, Jun Ki đến quán triệt lông chuyên nghiệp. Anh thấy trên giường có con búp bê, anh không biết con búp bê này có tác dụng gì. Nhưng ngay sau đó, con búp bê này đã phát huy tác dụng, anh nói thảo nào có con búp bê này ở đây. Về tới nhà, Du Sik phát hiện điểm kỳ lạ, anh hỏi lông của Jun Ki đi đâu rồi. Jun Ki liền nói không sao cả chỉ là anh đang bị hoa mắt thôi. Đến tối Jun Ki ăn cơm với Jisoo thì phát hiện thợ triệt lông lại là em gái của cô ấy. Jisoo biết chuyện thì rất sốc, cô ấy còn chưa chạm tay Jun Ki mà em gái cô thì đã chạm hết mọi nơi rồi. Jisoo tức giận bỏ đi, Jun Ki buồn bã đi về, về đến nhà thì thấy Seo-jin đang ăn mì. Anh chỉ định ăn một miếng nhưng lại bị Seo-jin ngăn cản. Vì hai người giằng co quá sức khiến một bi kịch thê thảm đã xảy ra. Nồi mì đổ thẳng vào chỗ hiểm của Jun Ki rồi thấm vào trong. Kết quả Jun Ki bị đưa đến bệnh viện, khi tiếng gào thét đau đớn vang vọng. Bác sĩ phụ trách đến trước mặt anh, Jun Ki giật bắn mình vì đó là mẹ vợ tương lai của anh. Anh ngăn cản không cho mẹ vợ tương lai làm chuyện đó. Bà hỏi bệnh của anh thì Seo-jin nói anh bị đổ nước mì vào quần. Mẹ vợ với kinh nghiệm đầy mình, liền nhìn ra tâm tư của Jun Ki. Bà ấy bảo y tá giữ chặt anh, sau đó tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Jun Ki vẫn không ngừng ngăn cản, nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Mẹ vợ cuối cùng cũng kéo được lớp vải xuống. Cuối cùng, Jun Ki rơi giọt nước mắt đau lòng. Cũng may phẫu thuật rất thuận lợi, mẹ vợ tương lai còn an ủi Jun Ki. Bà nói anh đều là người một nhà nên anh không cần ngại. Khi thấy Jisoo đến bệnh viện, mẹ vợ tương lai lấy lý do rời khỏi giường bệnh. Jun Ki tưởng cô đến thăm mình, nhưng Jisoo lại nói ra lời như này Jun Ki khiến anh đau lòng. Cô còn trách anh định cho cả gia đình cô xem một lượt trước ngoại trừ cô sao. Cứ như vậy, tình cảm hai người chấm dứt hoàn toàn. Jun Ki đang quay quảng cáo về mẫu quần jean để chứng minh chất lượng sản phẩm. Nhưng không may khi MC ấn mạnh xuống thì chiếu quần đã rách toạc. Jun Ki vội che lại nhưng đã muộn, cảnh đó đã bị quay lại được hết. Hôm sau, trên mạng đã lan truyền nhanh chóng mặt, Jun Ki cũng trở thành tâm điểm. Không những vậy, anh còn được đặt biệt danh là chàng trai xịp đỏ. Sau đó anh cũng được một đạo diễn để mắt đến. Đạo diễn muốn anh đóng vai diễn là một tên bắt cóc. Jun Ki nghe xong nghĩ là cơ hội đã đến. Lúc đến trường quay, Jun Ki không hề biết nữ chính đã quá nhập vai đến tàu hỏa nhập ma. Anh chào nữ chính nhưng cô ấy làm ngơ đi về phía trước. Jun Ki hỏi đạo diễn cô ấy sao vậy? Đạo diễn nói cô ấy nhập vai quá. Vì diễn vai người mẹ có con gái bị bắt cóc, nên lúc quay cô không ăn cơm không ngủ. Thậm chí cô không về nhà vì sợ ảnh hưởng đến cảm xúc. Đến lúc bắt đầu quay, anh bị cô ấy dùng kìm điện dí vào người anh khiến anh bị giật. Sau đó là cả trăm cái tát đang lao tới. Cô vừa tát vừa hỏi con gái của cô đâu. Còn chưa phản ứng kịp, cô ấy lại cầm cốc nước đập cho phát. Rồi cô lại hỏi con gái của cô đang ở đâu. Jun Ki bị nữ chính bóp cổ đến mức không thở nổi. Quay như này thì tiễn Jun Ki xuống suối vàng mất. May mà đạo diễn đến kịp. Khi tỉnh lại Jun Ki rất hoảng loạn. Anh nhìn nữ chính mà hồn bay phách tán. Đạo diễn nói với anh trước đó đã có 4 người nhập viện rồi, nên anh tự lo liệu đi. Để kịp tiến độ quay, đạo diễn quyết định quay lại lần nữa. Anh cho rằng tiền bối sẽ thủ hạ lưu tình. Nhưng không ngờ, cảm xúc lần này càng mất kiểm soát hơn. Cô đạp anh rồi tát tới tấp. Không những vậy cô còn với cái gì đánh cái đấy. Jun Ki bị nữ chính hành đến mức chảy máu mũi. Khi quay cảnh chốt, vì nữ chính quá nhập tâm làm nước mũi chảy vào mồm anh, đúng lúc đó thì đạo diễn nói cắt. Jun Ki liền chạy vào nhà vệ sinh rửa ráy. Anh muốn kéo cả lưỡi mình ra rồi nói tí nữa thì chết. Tại sao cứ phải rơi vào mồm anh chứ? Tuy nuốt phải nước mũi, nhưng dù gì cũng được đạo diễn công nhận. Trong lòng anh hưng phấn lạ thường. Lúc này vì kiếm tiền, Đông Gu tìm được công việc chụp ảnh đầy tháng. Nhưng vì em bé khóc quá, ảnh hưởng đến việc chụp ảnh. Thế là Đông Gu đành phải nghĩ mọi cách để dỗ dành. Thế nhưng đứa bé không những không nín, mà còn khóc to hơn. Hết cách, anh đành tìm Jun A đến giúp. Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng em bé cùng nín khóc. Lúc này,
mẹ đứa bé đột nhiên đau bụng phải đi bệnh viện. Phụ huynh đành để đứa bé lại cho Jun A trông hộ. Jun A tắt mắt lấy đồ đầy tháng ra, vô cùng ngưỡng mộ. Đột nhiên, cô nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo. Cô lấy áo của đứa bé mặc cho con mình, rồi còn chụp ảnh cho con cô. Dong-gu đi đến làm cô giật cả mình. Dong-gu còn nghĩ cô đang chụp con của khách hàng. Nhưng quay đầu nhìn làm Dong-gu sợ quá, anh bảo cô cởi bộ đồ trên người em bé ra. Đúng lúc này bà nội của đứa bé đó từ đâu đi đến. Chưa kịp chào hỏi ai thì bà đã chạy bế cháu của mình. Nhưng lại bế nhầm con cô Jun A. Bà vừa âu yếm đứa bé vừa nói, bà ở nước ngoài lâu năm giờ mới có cơ hội được gặp cháu của mình. Nhưng ngay lúc này, đứa bé lại đi vệ sinh. Bà nội muốn thay tã cho cháu, tiện thể nhìn quả ớt của dòng họ. Thấy sắp bị lộ, Dong-gu vội vàng ngăn lại. Bà nội liền tức giận quát Dong-gu, cháu của bà sao bà lại không được nhìn quả ớt của cháu bà. Dong-gu giải thích cho bà vì anh có bóng đen tâm lý thời thơ ấu hồi nhỏ. Bà nội anh cứ nói muốn ăn ớt, làm anh đến giờ cũng không dám ăn ớt. Bà nội tức giận nói Dong-gu nhiều chuyện, rồi bà cởi bỉm của em bé ra. Dong-gu ngăn lại rồi bị bà tát cho một cái ngã lăn xuống dưới đất. Khi cởi bỉm của em bé ra cả hội trường và bà mắt chữ A mồm chữ O, vì quá sốc nên bà nội đã ngất. Jun Ki vì muốn kiếm tiền mà làm chuyện trái với lương tâm. Anh nhận một shop quay quảng cáo bán hàng giả. MC còn cố ý dụ dỗ, bảo anh nói ra ưu điểm của sản phẩm. Anh nói bình thường miệng của anh đều là hình chữ U, từ khi dùng cái này, miệng sẽ nhếch lên. Khi cười sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Sau khi xong việc, trước ngực áo Jun Ki toàn là nước bọt. Ở bên kia, Dong-gu về đến nhà biết được bà nội đó không sao, anh liền mắng Jun A một trận. Mặc dù hai người sống cùng nhau cũng lâu rồi nhưng thân phận của Jun A vẫn là một ẩn số. Jun Ki và Dusik phát hiện ra điện thoại của Jun A, kết quả mở lên xem thử, bên trong lại chỉ có hai số điện thoại. Jun Ki gọi bừa cho một người tự xưng. Anh ta không chỉ quen biết Jun A mà còn từng ở bên cạnh cô một khoảng thời gian. Jun Ki nói dối mình là nhân viên giao hàng sau đó yêu cầu đối phương cho mình địa chỉ. Vậy là hai người dựa vào địa chỉ tìm đến công trường, nhưng khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ. Ông chủ ở đây thì lại phát hiện anh ta đã có bạn gái rồi, bạn gái ông chủ hỏi anh nhà khi nào mới làm xong. Ông chủ nói sắp xong rồi khi nào hôn lễ tổ chức xong thì sẽ xây xong. Ông chủ hỏi hai người đến đây để làm gì. Trong lòng hai người nghĩ thế này thì hơi ngại rồi. Vậy là hai người liền nói dối đến đây để xin việc, nhưng ông chủ nói chỗ này không tuyển nhân viên. Đúng lúc đó, một nhân viên nói đó là do ông Choi gọi đến. Vì tối hôm qua anh ta có phàn nàn với bọn họ là thiếu người. Jun Ki ấp úng đồng ý, nhân viên liền bảo hai anh lên để nhận việc. Lúc này, Jun Ki và Dusik cảm thấy tình hình không ổn. Hai người vừa định rời đi, nhưng nhân viên không cho hai đi, còn bạt tai Jun Ki rồi kéo hai người vào làm việc. Đến khi làm việc, Dusik tức giận trách Jun Ki bao lâu thì mới làm xong công việc này. Ở một cảnh khác, Seo-jin vừa tỉnh dậy, không ngờ râu đã mọc ra đầy mặt. Jun A có ý tốt khuyên cô Seo-jin để cô bớt buồn. Jun A nói thất bại không phải là vấp ngã mà là không thể nào đứng dậy được. Cô giống như cánh diều trên trời vậy, nhưng không ngờ cánh diều ấy lại rơi trúng mặt cô. Dong-gu thấy không phục, thế là liền đưa Seo-jin lên đỉnh núi. Anh chỉ vào phía xa xa, nói với cô thất bại không phải là vấp ngã, mà là không có cách nào đứng dậy được. Nhưng vừa mới dứt lời thì Dong-gu bị ngã xuống vào vách núi. Chân của anh bị va vào tảng đá khiến anh bị thương, cảm giác hai người chẳng được tích sự gì. Đến lượt Jun Ki, anh trực tiếp xông vào phòng Seo-jin rồi kéo cô đi. Seo-jin không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng ngồi trên xe của Jun Ki. Hai người đang đi trên đường thì có một tờ giấy bay vào mặt kính, khiến Jun Ki không nhìn thấy đường. Anh nhờ Seo-jin gỡ tờ giấy đó xuống. Seo-jin vốn định vứt nó đi, nhưng kính xe lại đột nhiên kéo lên làm tay của Seo-jin bị kẹt lại. Cùng lúc đó, ở phía trước có một đôi tình nhân đang cãi nhau. Bạn trai bảo bạn gái mau đánh vào mặt anh đi, đánh xong thì chia tay. Rất nhanh, một sự cố đã xảy ra, tay của Seo-jin vì bị kẹt nên đã tát thẳng vào mặt của người đàn ông. Sau đó, hai người bị đưa đến đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi cô sao cô lại đánh người lạ. Jun Ki giải thích cho cảnh sát thực ra cô ấy không đánh người. Nhưng cảnh sát không tin, còn tức giận nói anh biết anh ta bị thương rất nặng. Jun Ki vẫn nói chuyện đó đều là sự thật. Sau chuyện này, Jun Ki cảm thấy rất áy náy. Anh liền hỏi Seo-jin, rốt cuộc như nào thì cô mới tha thứ cho anh. Seo-jin trả lời nhảy chạch chi dance, vì để Seo-jin tha thứ cho mình. Jun Ki thực sự đã cởi áo khoác ngay giữa tiết trời lạnh cóng này. Khi anh nhảy được một hồi thì liền kêu hai người còn lại nhảy cùng. Seo-jin đáng thương cuối cùng cũng cười rồi. Mặc dù mấy người anh rất dũng cảm, nhưng nhảy ngay trước cửa đồn cảnh sát thì cũng quá to gan rồi. Ở Hàn Quốc, người bị cảm cúm phải làm sao? Dong-gu cũng được chẩn đoán là bị cảm cúm. Jun Ki liền đẩy anh vào trong lều trên tầng thượng. Dong-gu và Min A bị Jun Ki cách ly lại trong lều. Đến buổi tối, Dusik sẽ đến đưa cơm, nhưng khi hai người đang định lại lấy cơm, đột nhiên chân Dong-gu vướng vào dây, rồi anh ngã đập lưng xuống dưới đất. Vì đau quá nên anh không thể ngồi dậy được. Đến lúc ăn cơm, anh chỉ đành nhờ Jun A đỡ anh dậy. Jun A thấy vậy liền nói cô tưởng anh không muốn nhờ ai giúp vì anh không thích làm phiền người khác cơ mà. Là một thằng đàn ông, sao anh có thể chịu được nỗi sỉ nhục này cơ chứ? Dong-gu cầm thìa cơm đút vào miệng, nhưng chỉ một lúc sau, anh đã không chịu nổi rồi. Anh cao giọng nói Jun A nếu như cô muốn đút cho anh đến thế, thì anh sẽ cho cô tọa nguyện. Chớp mắt cái đã đến đêm khuya, Dong-gu đột nhiên bị đau bụng muốn đi vệ sinh nhưng lúc anh xoay người một cái thì đột nhiên anh va phải cái gối rồi đập hông xuống sàn.
Jun A đang ngủ liền giật mình dậy hỏi anh có làm sao không. Cô hỏi anh định đi đâu thế. Dong-gu giả vờ nói muốn ra ngoài hít thở không khí chút. Nhưng Jun A bảo anh đêm hôm rồi còn đi ra ngoài hóng gió gì nữa chứ. Mau nằm xuống đi. Jun A đưa anh ra góc sân rồi bảo anh ngồi xuống để giải tỏa nỗi niềm. Cuối cùng cũng qua được một đêm nhưng đến hôm sau, Jun A phải vệ sinh cá nhân cho anh. Dong-gu vì sĩ diện luôn mồm giải thích anh không phải loại người như cô nghĩ. Jun A liền chặn họng anh lại. Cô mặt anh lại bẩn thế này. Cô trách anh Son không ở đây mà cô vẫn phải chăm một đứa trẻ to xác. Jun A muốn xì hơi nhưng lại sợ bị Dong-gu nghe thấy. Sau khi cô xác định anh vẫn đang ngủ say, cô mới dám xả hết nỗi lòng. Ở bên kia, Jun Ki đang lái xe đến phim trường. Nhưng lúc này đột nhiên, anh vội vàng xuống xe kiểm tra. Phát hiện phía đuôi xe không nghiêm trọng lắm, Jun Ki không nói nhiều. Anh mắng nữ tài xế một trận. Nhưng khi đến phim trường anh lại vô tình phát hiện cô ta là biên kịch được đạo diễn mời đến. Đối với diễn viên, địa vị của biên kịch vô cùng quan trọng. Vì để lấy lòng cô ta, Jun Ki không sợ khuynh ra bại sản. Anh mời cô ăn một bữa đồ Tây đắt tiền. Sau đó tự dối lòng nói từ sau khi được cô đụng trúng, cơ thể anh lại cảm thấy khỏe hơn, ăn ngon hơn. Ngay sau đó, Jun Ki lại bắt đầu diễn sâu. Anh nói Dong-gu vừa mới ra đi sáng nay, cậu ấy mất rất thê thảm. Ngay sau đó, anh lại cười rất tươi, còn cắt thịt bò cho cô gái nữa. Nhưng điều khiến Jun Ki không thể ngờ là những hành động của anh lại khiến bản thân anh sa vào vũng bùn. Khi anh đi ăn với đạo diễn tâm sự với anh rằng anh với bạn gái đang cãi nhau. Có vẻ như cô ấy đã có người mới. Jun Ki hỏi đạo diễn bạn gái anh là ai. Đạo diễn nói rằng cô ấy là biên kịch Quân. Hóa ra đạo diễn có bạn gái rồi sao, chính là biên kịch Quân. Jun Ki hỏi lại đạo diễn để xác nhận lại. Đạo diễn đập tay xuống bàn, tức giận nói anh sẽ tìm cho được hắn ta. Bằng mọi giá anh sẽ băm hắn thành tám mảnh. Jun Ki nghe thấy vậy, anh bị dọa đến run người. Vậy là anh vội vã đến tìm cô gái để nói rõ tình hình. Nhưng đúng lúc này đạo diễn lại tìm đến rồi. Trong lúc cấp bách, Jun Ki cầm cái khăn tắm rồi chuồn gấp. Nhưng đạo diễn lại đuổi theo anh đứng lại cho tôi. Cuối cùng đạo diễn cũng tóm được Jun Ki. Đạo diễn giật khăn của anh ra thì phát hiện ra đó là Jun Ki. Chính vì lý do này mà vai diễn của Jun Ki đã có sự thay đổi. Vốn được đóng vai tài xế có thể sống đến cuối phim, kết quả lại bị biên kịch cố ý sửa kịch bản. Anh chưa kịp diễn nổi 3 giây đã hết vai rồi. Từ đó về sau, trái tim Jun Ki lại một lần nữa vỡ vụn. Người đàn ông này vì cảnh diễn trên giường lại đồng ý với đạo diễn, trong 7 ngày giảm được 5 cân. Vì đáp ứng yêu cầu, anh không tiếc tất cả, điên cuồng giảm béo. Vì cơ hội lần này, Jun Ki dốc hết sức lực, chịu đựng dày vò qua nhiều ngày luyện tập, anh đã thành công giảm được 10 cân. Đạo diễn vừa nghe xong, liền khen anh, ông chỉ bảo anh giảm 5 cân mà anh giảm hẳn 10 cân. Jun Ki quay đầu, nhìn thấy nữ chính trên giường, huyết áp tăng vọt, anh liền chào nữ chính. Khi nhìn thấy cô, anh hốt hoảng hỏi đạo diễn cô gái này là ai. Đạo diễn nói cô ấy là diễn viên đóng thế của nữ chính. Jun Ki nghĩ bao nhiêu công sức trước đây của anh đổ sông đổ bể hết rồi. Đúng lúc này, nữ chính đột nhiên gọi điện tới nói cô sẽ đến diễn, nhưng lúc này nam chính cũng đổi ý. Anh nói với đạo diễn để anh quay cảnh này rồi đuổi Jun Ki gì. Jun Ki tức giận nói anh là đồ biến thái, muốn quay cảnh giường chiếu với nữ chính. Vì chịu sự đả kích liên tục, Jun Ki cuối cùng cũng điên rồi. Đây là một người đàn ông biến thái, anh ta cầm bàn chải đánh răng của bạn gái ngửi, sau đó anh liền cho vào miệng liếm. Nhân cơ hội không có ai chú ý, anh lén lút lẻn vào phòng của con gái lấy một thỏi son môi, đánh đều lên môi. Nhưng đáng hận là lúc rời đi còn nhét cả tấm vải hình tam giác vào túi quần. Dong-gu phát hiện và hỏi anh ta mặt dày nói đây là khẩu trang của anh ta. Trong nhà anh ta mỗi màu đều có một cái. Seo-jin nhìn thấy liền nhận ra tấm vải hình tam giác đó là của mình. Kết quả anh ta bị mọi người phát hiện và đuổi ra khỏi cửa, nhưng người theo đuổi Seo-jin ngày càng nhiều. Để tránh gặp phải kẻ xấu, Dong-gu nghĩ ra một cách kỳ quái, đó là tạo tin đồn cho Seo-jin. Jun A nói với Seo-jin, lớp của cô xuất hiện những tin đồn kỳ lạ. Họ nói Seo-jin nghiện thẩm mỹ, mệt mỏi trả nợ, còn thích trộm đồ. Rất nhanh đã đến mùa đông, do kinh doanh nhà trọ quá bết bát dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Thấy tiền thuê nhà sắp hết hạn, Jun Ki và Du Sik bắt đầu kiếm tiền. Khi nghe em gái nói thấy có người đang livestream một năm có thể kiếm được 1 tỷ won, Jun Ki chớp mắt, anh liền thay đổi thành một hot streamer nổi tiếng nhất trên mạng. Số người xem là không người, người đàn ông vì kiếm tiền đã ăn xương trong livestream. Rất nhanh, rất đông cư dân mạng đổ xô đến kênh. Độ phổ biến bùng nổ, mọi người không tin được là anh đang ăn xương. Vì để thu hút fan, anh chuẩn bị ăn một cái xương to nhất. Nhưng lúc này bụng của Jun Ki đột nhiên đau dữ dội, anh ngã trên giường. Nhưng khi từ bệnh viện trở về anh lại phát hiện quên không tắt máy tính. Không ngờ số người trong phòng livestream tăng vọt, thậm chí số quà tăng lên 2 triệu trong chốc lát. Trong lúc mọi người đang bối rối, Jun Ki xem lại video live phát hiện ra Seo-jin ngồi cạo râu trước ống kính. Mọi người xem live đều rất sững sờ vì không ngờ con gái lại ngồi cạo râu. Vì sai lầm của Jun Ki, Seo-jin sụp đổ tinh thần, thậm chí cô còn không thiết sống. Cùng lúc đó, Du-sik cũng vô tình tìm được một công việc bán thời gian, đó là đi thử nghiệm thuốc. Du-sik chạy về nói cho Jun Ki, Jun Ki thấy lương cao liền đồng ý nhận công việc này. Vì công việc này đòi hỏi anh phải bị cảm. Thế rồi anh và Du-sik mua một đống đá về để làm mình cảm. Hai người hợp lực, thuận lợi tham gia thử nghiệm. Du-sik và Jun Ki nằm trên giường bệnh, sung sướng nói rằng chỉ cần tiêm một mũi thuốc nằm trên giường bệnh là có thể kiếm 200.000 won. Trong lúc hai người họ đang vui vẻ,
Đến mũi tiêm thứ hai, hai người phát hiện ra giọng nói của họ có vấn đề. Rất nhanh mọi người trong đó đều có hiện tượng giống hai người, khó khăn lắm họ mới ra được viện. Nhưng lúc bắt xe, chuyện đen đủi lại xảy ra, Dusik nói địa chỉ cho tài xế vừa nghe xong liền phát hiện hai người có giọng nói giống anh. Anh tức giận đuổi đánh Dusik và Junki, hai người sợ quá liền thi nhau chạy. Thanh âm của Junki cuối cùng cũng có chút phục hồi. Không ngờ Seojin lại hung hăng châm chọc anh một phen, Junki thấy khó chịu liền phản ứng. Nào ngờ sau đó, Seojin liền tới túm tóc anh, đánh túi bụi. Min-a và Su-a không biết nói gì hơn, chỉ đành ngồi nhìn. Su-a nói ghét của nào thì trời trao của đấy thôi. Seojin vừa nghe đã sù lông ngay tại chỗ. Seojin đang chuẩn bị nấu mì nhưng bếp ga lại bị hỏng. Junki liền đi tới kiểm tra, thì ra Seojin chưa bấm công tắc mà chỉ xoay. Junki đang cúi đầu kiểm tra thì cô liền bật lại bếp. Không ngờ bếp hở khí ga nên đã làm Junki mất một bên lông mày. Anh rất tức giận, trách Seojin, anh vất vả lắm mới nhận được một vai diễn công tố viên. Bây giờ như vậy làm sao anh đi diễn được? Junki liền tận dụng hết khả năng của mình để vẽ lông mày. Đáng tiếc là anh càng vẽ càng giống biến thái. Lúc này, Seojin mặc trang phục rất thanh lịch vì hôm nay cô có một buổi phỏng vấn biên tập viên. Dusik ngăn Seojin lại, anh dán tờ giấy quảng cáo vào lưng cô, còn chúc cô phỏng vấn thành công. Seojin không biết mình gặp phải chuyện gì, chỉ cười trừ rồi rời đi. Đến hiện trường của cuộc phỏng vấn, mọi thứ dường như rất thuận lợi. Khi cô đứng dậy và chuẩn bị đi, nhân sự đã gọi cô lại. Ông lấy miếng dán quảng cáo từ phía sau cô ấy. Ông hỏi cô có phải cô cố ý mang tới cho ông không. Seojin muối mặt nói không phải. Cô suy nghĩ một hồi liền phát hiện ra Junki đã làm ra chuyện này. Cô tức giận đến bay màu. Còn phía Junki, đạo diễn vừa nhìn bộ dáng này của anh, trực tiếp tức giận mắng anh một trận. Junki vốn vào vai công tố viên, nhưng do sự cố nên đạo diễn trực tiếp đổi vai diễn của anh thành xã hội đen. Diễn viên côn đồ quả thật còn có vài phần thuyết phục. Anh chỉ đành chấp nhận lời của đạo diễn. Trở về nhà, Seojin đang hầm hầm sát khí đợi anh về để tính sổ. Bất ngờ cô nhận được một tin nhắn. Sau khi đọc xong, cô liền đẩy Junki, tức giận đi về phòng. Cả ngày trôi qua, Seojin chỉ nằm ở trong phòng, luôn bịt kín chăn. Ngay cả bữa ăn cô cũng không thiết ăn. Lúc này Junki có chút áy náy, anh đến phòng của Seojin. Anh chân thành xin lỗi cô nhưng Seojin không chấp nhận, vì cuộc phỏng vấn này là lần cuối cùng. Nếu không được nhận cô sẽ từ bỏ giấc mơ trở thành biên tập viên. Junki có chút áy náy nhưng anh cũng không biết nên an ủi Seojin như thế nào. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Junki đang chuẩn bị quay phim, đột nhiên anh nhận được điện thoại. Bên kia nói Seojin được mời đến để tham dự cuộc phỏng vấn thứ hai. Junki ngơ ngác nói hôm qua không phải Seojin đã bị từ chối phỏng vấn rồi sao? Bên truyền hình nói cô ấy đã qua được vòng thứ nhất rồi. Cuối cùng, cuộc phỏng vấn của Seojin đã đủ điều kiện. Thì ra tin nhắn hôm qua là do nhà tuyển dụng gửi nhầm cho Seojin, mà bây giờ anh cầm nhầm máy của Seojin. Junki vội vàng gọi vào số điện thoại của mình để thông báo cho Seojin. Lúc này, Seojin đang ở trên xe buýt quả nhiên nhận được tin. Nhưng Seojin đang đi đến biển hóng gió, nên cô không thể đến kịp buổi phỏng vấn. Junki liền nói anh sẽ tìm cách để cô đến kịp buổi phỏng vấn. Bên này, đạo diễn đang yêu cầu mọi người tập hợp để chuẩn bị bắt đầu quay phim. Junki do dự trong 2 giây, anh bỏ tất cả rồi chạy đến đài truyền hình để giúp Seojin. Thấy Seojin vẫn chưa đến, anh liền xông vào phòng phỏng vấn làm trò con bò để câu giờ cho cô. Junki sốt ruột quay đầu nhìn thấy tiêu chí hướng dẫn của địa điểm phỏng vấn bên cạnh. Cuối cùng Seojin cũng đến kịp buổi phỏng vấn. Tình cờ ngay tại thời điểm này, Junki bị bảo vệ kéo ra ngoài. Seojin nhìn Junki bị khiêng ra ngoài, cô ngỡ ngàng không nói nên lời. Lúc này Junki nhìn thấy Seojin, anh liền ám hiệu cổ vũ cô hãy cố lên. Junki vất vả cuối cùng cũng không uổng phí. Vào ban đêm, Seojin rủ Junki uống rượu, hai người rất nhanh đã ngấm men say. Seojin nhìn Junki bày tỏ rằng ngày hôm nay cô rất cảm động vì anh đã giúp cô. Sau đó cô liền kéo Junki lại và cho anh một nụ hôn nồng nhiệt. Junki lúc này chỉ biết ngơ ngác, vì tối hôm qua, Junki và Seojin uống quá nhiều. Hai người hoàn toàn quên mất những gì họ đã làm với nhau. Ngay sau đó, Junki giả vờ đi lấy đồ để xem chiếc máy. Quả nhiên chiếc máy ảnh đã bị vỡ làm ba. Tại thời điểm này, bên Seojin cũng rất gấp gáp không nghĩ ra ngày hôm qua mình vì sao lại chủ động hôn Junki. Nào ngờ Junki đột nhiên tìm tới chỗ Seojin để hỏi cô cách giải quyết. Seojin liền nói cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ không biết đâu. Sáng sớm hôm sau, Dong-gu ở nhà trông em bé giúp Jun-a. Đột nhiên anh phát hiện ra máy ảnh trên mặt đất đã tan tành mây khói. Anh tức giận quát lớn có phải Junki đã làm hỏng máy của anh không? Junki run lẩy bẩy nói không phải anh làm. Dong-gu nói nếu như anh biết được ai làm, anh nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Junki hoảng sợ, cuống quýt tìm đến Seojin. Anh bảo Seojin nói hết sự thật cho Dong-gu đi. Seojin nói chuyện này đâu cần phải nói với anh trai mình. Junki nóng nảy đáp anh sợ chuyện mình và Seojin đập vỡ máy ảnh sẽ lộ ra. Bây giờ không tự thú, sau này Dong-gu biết được chắc chắn hai người không còn đường sống. Seojin thì cảm thấy Junki quả thực không thể lý giải, liền đuổi anh ra khỏi phòng. Junki vì chuyện máy ảnh mà anh ám ảnh đến mức đang ngủ, đột nhiên anh thấy chiếc máy ảnh đến đòi mạng anh. Cuối cùng, Junki thức dậy từ cơn ác mộng. Anh sợ quá liền chạy đến phòng Seojin nói nhất định phải để Dong-gu biết sự thật. Seojin chưa kịp ngăn cản, Junki đã tìm đến Dong-gu. Junki đứng trước mặt Dong-gu run lẩy bẩy, Dong-gu còn chưa hiểu chuyện gì. Seojin đã lập tức chạy qua để chặn họng Junki.
Đông Gu thấy hai người họ cứ giằng co nhau, anh chịu không nổi hỏi hai người rốt cuộc đang có chuyện gì. Hai người cuối cùng đã quyết tâm cùng nhau thẳng thắn nói ra sự thật. Nào ngờ Đông Gu không tức giận chuyện máy ảnh bị vỡ, mà anh lại tức giận chuyện hai người họ hôn nhau. Anh lập tức cầm gậy đuổi Seo Jin và Jun Ki nhưng không kịp. Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng anh cũng bắt được hai người họ ngồi trước mặt. Đông Gu không thể nghĩ ra hai người này lại làm chuyện đó. Seo Jin cố gắng giải thích là do cô quá say nên đã mất kiểm soát. Nhưng Đông Gu không cần biết lý do, anh thẳng thắn nói. Từ bây giờ trở đi cả hai phải giữ khoảng cách an toàn hơn 5 mét. Không được chạm mặt, nói chuyện với nhau. Jun Ki và Seo Jin chỉ có thể bị buộc nghe theo. Sau đó, Đông Gu quát hai người đi về phòng của mình. Seo Jin nhận được điện thoại từ tòa soạn phỏng vấn trước đó. Cô ấy đã vượt qua vòng phỏng vấn. Nói cách khác, cuối cùng cô đã có thể trở thành một phóng viên mà cô mơ ước. Seo Jin hưng phấn ôm lấy Mina. Lúc này Jun Ki đi qua, biết được tin Seo Jin đã đỗ cuộc phỏng vấn. Anh liền chạy đến để chúc mừng cô, nhưng Đông Gu liền chặn anh lại, nói Jun Ki phải cách xa 5 mét. Jun Ki chỉ đành đồng ý làm theo. Chớp mắt đã đến ngày đầu tiên Seo Jin đi làm. Một tiền bối dẫn cô đến chỗ làm việc của mình. Seo Jin rất kích động, cô đứng lên liền hướng đồng nghiệp để chào. Không ngờ toàn bộ văn phòng lại không có ai để ý tới cô. Ngay tại thời điểm này, một người phụ nữ tóc đỏ đứng dậy, chưa làm quen cô đã giao cho cô một nhiệm vụ khó. Đó là đi tìm hiểu về danh tính của ca sĩ bí ẩn trong chương trình Vua Bài Hát. Lúc này Seo Jin còn không biết dụng tâm hiểm ác của đồng nghiệp. Cô đến hiện trường ghi hình của vua ca sĩ mặt nạ, xuất trình thẻ nhà báo của riêng mình cho an ninh, sau đó nói muốn vào trong để phỏng vấn. Không ngờ bảo vệ ngăn cô lại nói, các bản ghi âm ở đây luôn được giữ bí mật. Nhưng Seo Jin vẫn muốn xông vào, bảo vệ lập tức xách tay cô đưa ra ngoài. Lúc này, tiếng cãi vã bên cạnh khiến Seo Jin chú ý. Hóa ra, Jun Ki đang cãi nhau với đạo diễn. Jun Ki cho rằng đạo diễn đang lừa anh. Ông nói cho anh đóng vai phản diện, sao bây giờ lại là một chương trình thiếu nhi? Còn phải mặc trang phục kỳ lạ như vậy. Seo Jin đến chỗ Jun Ki và nói với anh cô đến đây để phỏng vấn. Tiền bối trong tổ bảo cô đến để điều tra thân phận thật sự của thí sinh quán quân. Lúc này đạo diễn ở một bên nghe được chuyện này khẳng định không thể biết được danh tính các thí sinh. Ngay cả các thí sinh khác trên sân khấu cũng không biết danh tính thực sự của ca sĩ. Seo Jin lúc đó đã choáng váng, cô lo lắng không biết làm sao để hoàn thành nhiệm vụ của tiền bối. Lúc này, Jun Ki đi vệ sinh đột nhiên đụng phải một người quen. Không ngờ lần này hai người lại ở cùng một đoàn làm phim. Còn bên kia Seo Jin, cô thử tất cả các loại phương pháp nhưng không thể vào được đó. Cô bất lực ngồi xổm trên mặt đất không biết phải làm gì. Đúng lúc này, nữ nhân tóc đỏ đi qua đây. Cô ta lập tức hỏi Seo Jin tra được thế nào. Seo Jin đem chuyện mình gặp phải nói cho cô gái tóc đỏ. Không ngờ, tiền bối tóc đỏ liền quạt cho cô một trận. Cô ta nói Seo Jin nếu không tìm được thì đừng có về công ty. Jun Ki ở một bên nhìn không nổi nữa. Anh quay đầu nhìn về phía bạn diễn rồi nhờ anh ta giúp đỡ. Hai người liền đến chỗ bảo vệ, người đàn ông đầu chọc đứng ra khiêu khích bảo vệ. Bảo vệ quả nhiên nhịn anh không được nữa, xông lên muốn lật đổ anh. Ngay tại thời điểm này, Jun Ki liền xịt dung dịch lên mặt bảo vệ. Bảo vệ không chịu được liền ngã nhoài ra đất. Bạn diễn nhìn về phía Jun Ki nói anh mau đi đi, còn lại để anh lo nốt. Jun Ki nước mắt lưng tròng, cắn răng, anh xoay người vọt vào phòng nghỉ ngơi của ca vương mặt giả. Anh tìm kiếm từng phòng một, cuối cùng anh cũng tìm được căn phòng của ca sĩ bí ẩn. Anh không nói hai lời mở cửa đi vào, quả nhiên ở bên trong là ca sĩ bí ẩn. Đối phương nhìn Jun Ki ăn mặc kỳ lạ như vậy không hiểu tại sao. Jun Ki ngược lại rất lịch sự, anh giới thiệu bản thân mình một phen. Sau đó liền nói mục đích của mình nhưng ca sĩ bí ẩn không chấp nhận, đuổi Jun Ki ra ngoài. Jun Ki thuyết phục anh ta không được trực tiếp xông lên khống chế anh ta. Nào biết được lúc này, bạn diễn đến kịp thời, anh liền giữ thay cho Jun Ki để anh mở mặt nạ của ca sĩ bí ẩn ra. Jun Ki nhanh chóng mở mặt nạ ra, liền há hốc mồm. Seo Jin đang bất lực ngồi khóc. Jun Ki đi đến chỗ Seo Jin. Cô lúc này cảm thấy rất xấu hổ, liền đuổi anh đi để cô một mình. Jun Ki liền nói anh đến tìm cô để nói về ca sĩ bí ẩn. Nhưng cô không cần thì thôi, anh sẽ đi. Lúc này, điện thoại của Seo Jin vang lên, cô mở nó ra. Thì ra, tin nhắn gửi đến là thông tin của ca sĩ bí ẩn. Jun Ki thậm chí còn gửi ảnh chụp chung cho Seo Jin. Seo Jin ngẩng đầu nhìn Jun Ki tạo hình có chút buồn cười. Cô cảm động, trong lòng lại càng lúc càng khó kiềm chế. Jun Ki và Seo Jin lén lút chạy ra ngoài để hẹn hò. Seo Jin bĩu môi nhỏ nhắn muốn hôn Jun Ki. Jun Ki tự nhiên không cự tuyệt, mà cảnh này đã bị Đông Gu nhìn thấy. Anh lớn tiếng hỏi hai người đang làm trò gì. Cả hai lúc này đều hoảng loạn, mắt thấy Đông Gu sắp đi qua. Jun Ki trùng đầu bắt đầu chạy trốn nhưng không ngờ lại bị ô tô đụng trúng. Nhưng anh vẫn mặc kệ bỏ chạy. Thì ra, từ sau khi Jun Ki hai lần giúp Seo Jin vượt qua khó khăn, Seo Jin liền nảy sinh tình cảm đặc biệt với Jun Ki. Cô ấy không phải là bánh bèo, trực tiếp xuất kích chủ động tỏ tình Jun Ki. Nhưng hiện tại trước mặt bọn họ còn ngang ngược một kẻ địch lớn nhất. Đó là anh trai của Seo Jin là Đông Gu. Lúc này, Jun Ki giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, từ ngoài cửa đi vào. Đông Gu nhìn Jun Ki liền phát hiện áo khoác đều giống nhau như đúc. Đông Gu thấy thế cũng không nói nhiều, anh trực tiếp yêu cầu Seo Jin đưa bạn trai về nhà. Đến lúc đó, chân tướng sự việc cũng sẽ được sáng tỏ. Seo Jin vội vàng đến tìm Jun Ki, phát hiện anh bị thương rất nặng. Jun Ki an ủi cô nói chắc là do chấn thương lúc tai nạn thôi, không sao cả. Lúc này Seo Jin hỏi Jun Ki tại sao không thể đem chuyện của hai người thẳng thắn nói cho Đông Gu. Sắc mặt Jun Ki liền thay đổi.
Anh gằn giọng nói nếu anh có em gái, anh sẽ không cho phép cô ấy qua lại với một người như anh, huống cho là Đông Gu. Thấy Seo Jin vẫn thấy cấn cấn, Jun Ki nâng mặt Seo Jin lên nói cô cứ yên tâm, tất cả cứ để anh lo. Nhưng cảnh này lại bị Đông Gu nhìn thấy, hai người lúc này cũng chuyển yêu thành ghét để lánh mặt Đông Gu. Chớp mắt cũng đến ngày Seo Jin dẫn bạn trai về nhà. Sau một hồi giới thiệu, Đông Gu liền tra khảo hai người quen nhau như thế nào. Anh ta cũng không ngần ngại kể lại tất cả chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, Jun Ki và Seo Jin cũng qua được cửa ải khó khăn này. Đến tối, Seo Jin và Jun Ki lại lén tới công viên, Seo Jin nũng nịu muốn được hôn. Jun Ki trong nháy mắt liền bắt đầu luyện công tiến tới tặng cho Seo Jin một nụ hôn. Đột nhiên cảnh này lại bị Đông Gu nhìn thấy. Lúc này anh trực tiếp chạy qua, muốn xem bạn trai của em gái mình là ai. Khi Đông Gu sắp đi tới, Jun Ki ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà. Mặc dù Jun Ki chạy như chuối đỏ, nhưng Đông Gu vẫn nhìn ra người con trai đến nhà hôm trước không phải là bạn trai của cô. Về đến nhà anh liền tra khảo Seo Jin nhưng vẫn không tìm ra được manh mối gì. Đúng lúc Jun Ki về nhà, Đông Gu nhanh chân nhảy ra sau người Jun Ki. Anh vạch trần bộ quần áo này, hình dáng này, chắc chắn là Jun Ki. Nhưng Jun Ki vẫn nhất quyết nói không phải, bởi vì anh tập thoại cả ngày ở đoàn làm phim. Làm sao anh có thời gian để đi hẹn hò? Đông Gu tức giận quát Seo Jin mau mang bạn trai đến đây ngay cho anh. Ngay sau đó, anh em sắc của Jun Ki đã đến để giúp anh. Mặc dù quá trình này rất quanh co, nhưng có vẻ như Đông Gu lại bị lừa gạt. Seo Jin và Jun Ki hẹn nhau ở công viên. Nhưng lần này Seo Jin đã có chút tức giận, bởi vì những chuyện xảy ra đó làm cho cô đã làm cô không nhịn được. Cô hỏi ngược lại Jun Ki chẳng lẽ anh trai cô đáng sợ như vậy sao? Jun Ki gật đầu đồng ý, vì anh sợ rằng anh sợ Đông Gu sẽ đưa anh đi gặp Diêm Vương. Seo Jin liền nói nếu cứ như vậy, chi bằng chia tay đi thì hơn. Thậm chí anh còn ôm cô, níu cố lại. Bất ngờ một âm thanh quen thuộc vang lên một lần nữa. Thì ra đó là giọng của Đông Gu. Jun Ki lại dùng chiêu cũ, anh lao như tên lửa đi mất. Về đến nhà, Đông Gu lập tức tra khảo Seo Jin. Cô tức giận quát anh cô không biết người đó là ai cả. Đông Gu liền nói anh chỉ lo cô hẹn hò với Jun Ki thôi, sao cô lại tức giận anh như thế? Seo Jin hỏi anh trai lý do. Đông Gu nói mặc dù Jun Ki rất tốt nhưng anh rất tiếc. Anh chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô hẹn hò với Jun Ki. Thậm chí Đông Gu còn dọa cô, nếu anh biết được chuyện hai người hẹn hò, anh sẽ cạo chọc đầu của cô. Seo Jin nghe xong liền sợ hãi, trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh Nico gõ mõ. Cô chỉ đành đồng ý nghe theo lời anh trai. Nào biết ngay lúc này, Jun Ki say rượu bước vào nhà. Anh liền nói hôm nay tôi sẽ thú nhận với Đông Gu tất cả mọi chuyện của anh và Seo Jin. Jun Ki chưa kịp nói thì đã bị Seo Jin cho một gậy, anh bất tỉnh nằm bẹp xuống ghế. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Jun Ki nghi hoặc hỏi Seo Jin tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đầu anh ta lại đau đớn như vậy? Seo Jin vẻ mặt sượng chân, vội vàng nói Jun Ki do anh uống say không cẩn thận nên đã té ngã. Jun Ki nói lát nữa anh sẽ đi quay phim. Trong lòng Seo Jin có chút áy náy, liền tỏ vẻ muốn sạc năng lượng cho Jun Ki. Thế rồi, cô nhún chân rồi hôn Jun Ki một cái vào má. Lần này Jun Ki đã được sạc pin đầy áp ngay tại chỗ. Anh sung sướng, một tay bế Seo Jin lên, còn nhảy lên máy giặt chống đấy hẳn mất cái. Bên trong trường quay, lão tiền bối thâm niên thâm hậu đã đến. Jun Ki vội vàng chạy tới chào hỏi, vì hôm nay anh cùng lão tiền bối đóng cảnh đối thủ. Một khi được đánh giá cao, ngày anh trở thành ngôi sao tất nhiên sẽ không còn xa nữa. Không ngờ lão tiền bối vừa mở miệng đã hỏi anh có phải là người đã đóng vai Thông Thun Thế Ốc không. Ông rất ấn tượng với anh, ông hy vọng hai người hôm nay sẽ hợp tác thật tốt với nhau. Jun Ki rất kích động, anh không nghĩ rằng lại có người nhận ra anh. Chớp mắt đã đến lúc diễn kịch, Jun Ki vẻ mặt nghiêm túc nói xong lời thoại. Không ngờ lão tiền bối vừa mở miệng, Jun Ki liền bật cười. Đạo diễn liền nhắc nhở anh phải tập trung hơn. Hôm sau, vở kịch bắt đầu một lần nữa, Jun Ki điều chỉnh tâm trí của mình. Anh hứa nhất định, lần này anh không sẽ không cười. Nhưng vào lúc quay, tiền bối vừa thoại xong, anh liền bật cười. Lúc này không những tiền bối giận, ngay cả đạo diễn cũng tức giận. Đạo diễn hỏi anh rốt cuộc anh còn muốn quay phim hay không? Nếu không muốn thì nghỉ quay đi. Jun Ki thất vọng, anh liền gọi điện thoại cho Seo Jin. Seo Jin nghe xong liền cô liền an ủi và chỉ cách cho anh. Chớp mắt lại đến lúc diễn kịch, giống như những lần trước, khi lão tiền bối nói ra lời thoại, Jun Ki lập tức nhịn không được nữa. Lúc này anh nghĩ đến cách làm của Seo Jin. Đó là khi anh muốn cười, hãy suy nghĩ về những gì anh sợ nhất. Lần này anh lại nhìn về phía tiền bối cũ, sau lưng ông hiện lên đầy hình ảnh về con ma Đông Gu. Jun Ki trong nháy mắt liền lấy lại được tinh thần. Anh thành công hoàn thành lời thoại của mình, ngay lập tức đạo diễn đứng dậy và khen ngợi anh. Lão tiền bối cũng vui mừng vỗ vỗ vai Jun Ki. Jun Ki sung sướng cười không nhặt được mồm. Seo Jin đang đi bộ trên đường. Đột nhiên, một người đàn ông bịt khẩu trang rồi kéo cô vào một góc. Seo Jin theo bản năng, lập tức tẩn cho anh ta một trận. Hóa ra người kéo cô vào ngõ nhỏ là Jun Ki. Anh sợ Đông Gu phát hiện nên đã làm thế này. Seo Jin lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh. Jun Ki rủ cô đi uống cà phê. Jun Ki muốn chuyện với cô là anh được mời đóng quảng cáo cà phê. Seo Jin nghe xong có chút cảm động, nhéo mặt Jun Ki. Nào ngờ, Đông Gu lại từ đâu xuất hiện như một vị thần. Hai người hoảng sợ, lập tức trú vào góc khuất. Lần này không phải là Đông Gu đi ngang qua, mà là anh đang đi theo dõi hai người. Nhưng đáng tiếc là anh lại mất dấu hai người. Chớp mắt, Jun Ki đã đến công ty quảng cáo.
Nào ngờ bên quảng cáo lại nhận một nam diễn viên khác. Người đàn ông này mở miệng tỏ vẻ không đúng với Junki. Có vẻ như anh ta muốn cướp vai của Junki. Tại thời điểm này, đại diện công ty quảng cáo đột nhiên nói ra yêu cầu của họ. Lần này họ hy vọng sẽ tìm thấy một nụ giống như một làn gió thổi qua những chiếc lá non, sương sớm nhỏ giọt vào người như mưa mùa xuân. Nào ngờ tiền bối liền giả vờ ngã. Mọi người hỏi anh có làm sao không? Anh ta liền nở một nụ cười rồi nói mình không sao. Junki trong nháy mắt liền hiểu ra vấn đề. Anh nghĩ trong đầu rồi độc thoại, nếu cứ để tiền bối tiếp tục như vậy, nhà quảng cáo nhất định sẽ chọn anh ta. Junki vội vàng lấy điện ra giả vờ nghe điện thoại. Sau một hồi nghe điện thoại, anh liền nói với bên quảng cáo, một người anh em của anh đột nhiên bất tỉnh và ngất xỉu, vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người lập tức hỏi Junki có ổn không. Junki liền nở một nụ cười nói anh không sao cả. Tiền bối hiện rõ vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Junki. Tại thời điểm này, bên quảng cáo hỏi hai người trưa nay ăn gì. Tiền bối lập tức bắt lấy cơ hội, anh nói anh muốn ăn đậu phụ với kim chi và bánh kẹp. Anh không quên nở một nụ cười để lấy lòng bên quảng cáo. Sang đến Junki, anh liền nói đậu phụ cay bắp cải hoặc bánh sandwich cũng ok, nhưng sushi càng ok hơn nè. Sau đó anh lại làm giống tiền bối. Khi đến phòng ăn, tiền bối chủ động xuất kích hỏi phong cách của quảng cáo này là gì. Nhà quảng cáo trả lời ngoại trừ nụ cười quyến rũ, họ yêu cầu nam chính phải có biểu cảm phong phú như cầu vồng bảy màu. Tiền bối nghe xong liền suy nghĩ một hồi, anh xoay người liền gắp một miếng kim chi lên ăn, rồi giả vờ nói kim chi chua như ăn chanh. Junki đều choáng váng, công lực của tiền bối quả nhiên không thể so sánh được với người bình thường. Junki cũng không thể ngồi nhìn cơ hội của mình rơi vào tay anh ta. Thế rồi anh liền cắn một miếng ớt và thể hiện cảm xúc của mình. Cuộc đấu tranh đã hoàn toàn đi vào giây phút căng thẳng. Ngay sau đó, nhà quảng cáo yêu cầu lần này nam chính sẽ sử dụng giọng hát gốc. Âm thanh phải ấm áp như bột cà phê tan chảy trong nước nóng. Tiền bối nghe xong vội vàng giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới, rồi order một bát canh cho bên quảng cáo nhắm mục đích lấy lòng họ. Junki không có cách nào khác, chỉ có thể giả vờ nghe điện thoại một lần nữa. Sau đó, anh liền hát. Nhà quảng cáo thấy vậy liền hỏi anh tại sao lại hát. Junki vội vàng bày tỏ, bạn của anh đang phẫu thuật lại muốn nghe anh hát. Vì vậy, anh mới hát để động viên bạn anh. Nói xong, anh còn phải tiếp tục hát. Hai nhà quảng cáo nghe anh hát có vẻ rất đắc ý. Lần này tiền bối hết đường mà thể hiện. Chớp mắt, người của công ty quảng cáo đã gặp nhau để thảo luận về kết quả mà Junki và tiền bối đang chờ đợi. Ngay tại thời điểm này, bố Junki gọi điện cho anh. Hóa ra, bố anh ta biết về việc anh quay quảng cáo nên ông gọi đến hỏi tình hình. Nhưng ngay tại thời điểm này, anh nghe được cuộc trò chuyện phía bên quảng cáo. Họ nói rằng họ sẽ thuyết phục giám đốc chọn tiền bối đóng quảng cáo. Junki trong nháy mắt lòng như cho tàn. Thì ra, tất cả đã sớm được quyết định. Nếu như dựa vào quan hệ của bố anh cũng có thể dễ dàng có được những danh sách quảng cáo. Nhưng anh chỉ muốn chứng minh bản thân với bố mình nên mới quyết định ra khỏi nhà. Xem ra lần này, anh lại phải làm bố thất vọng rồi. Trở về nhà, mọi người cùng nhau an ủi Junki. Nhưng Junki vẫn cảm thấy không vui. Ngay tại thời điểm này, Seo Jin đột nhiên nhìn về phía TV. Cô liền hỏi mọi người đây có phải là quảng cáo mà Junki bị cướp không? Junki sau khi xem, tâm tình càng thêm sa sút. Anh xoay người chuẩn bị trở về phòng. Nào biết ngay lúc này, mọi người đều chê quảng cáo của tiền bối sao mà xến xúa như vậy. Junki đứng xem mà cũng không nhịn được cười. Mọi người cười nhạo tiền bối vì làm trò xấu xa để quay quảng cáo đó. Hôm nay là ngày mà Junki gặp bạn của Seo Jin. Nhà hàng được đặt bởi Junki, có vẻ như đối phương rất mãn. Seo Jin cũng có chút vui vẻ. Lúc này, bạn nam nói gần đây anh đang xem phim do Junki đóng. Anh hỏi Junki còn đóng các chương trình nào nữa không. Junki không ngần ngại mà biểu diễn một loạt trò cười cho đối phương, khiến cả hai cười không nhặt được mồm. Nhưng trong lòng Seo Jin lại không thoải mái. Sau khi ăn xong đi, Seo Jin xoay người rời đi không thèm đợi Junki. Junki không hiểu lý do gì liền đuổi theo Seo Jin. Lúc này mới biết, Seo Jin cảm thấy mất mặt trước mặt bạn thân. Cô cảm thấy Junki không nên làm trò hề cho người khác cười như vậy. Junki liền hứa với Seo Jin, sau này anh sẽ không đùa giỡn như vậy nữa, mà anh sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành. Junki và Seo Jin đến tiệm gốm của bạn cô. Junki nhìn bát sứ chìm vào trầm tư, mắt thấy hai người bạn đi trước, Junki đột nhiên giữ Seo Jin lại. Anh liền lấy hai cái bát sứ lên tay, rồi anh múa may quay cuồng cho trước mặt Seo Jin. Nhưng Seo Jin vẻ mặt bất lực xoay người bỏ đi. Junki trong nháy mắt trở nên thất hồn lạc phách. Đến phòng trà, bốn người ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. Junki nhìn vào hạt thông trong tách trà. Sau đó anh uống cốc trà, hai mắt liền mở to, anh kêu a một cái. Seo Jin bên cạnh lo lắng hỏi anh có chuyện gì. Anh liền nhổ ra một hạt thông, rồi anh làm trò khiến bạn Seo Jin phì cười. Mắt thấy mọi người cười, Junki quả thực vô cùng vui vẻ. Nhưng ngay tại thời điểm này, giọng nói của Seo Jin cất lên làm cho anh ta tỉnh lại. Anh ta nhìn vào mặt Seo Jin một lần nữa. Hai người bạn của Seo Jin nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Thì ra, tất cả những gì vừa rồi đều là ảo tưởng của Junki. Chớp mắt đã trở về nhà, Seo Jin vui vẻ muốn nấu mì ramen. Nhưng Junki lại vẻ mặt thất lạc, còn không cả thèm ăn. Ngay tại thời điểm này, Dusik bất ngờ cầm bộ đồ xe đẩy xuất hiện. Nụ cười của Junki trong nháy mắt xuất hiện, rồi lại vụt biến mất. Anh quay đầu lại và nhìn Seo Jin, quyết định lựa chọn sự trưởng thành. Anh rời đi trong nỗi buồn. Dusik nhìn bóng lưng Junki, anh không còn tâm trí nào liền vứt bỏ tất cả đồ chơi xuống.
Khi Junki về đến phòng, anh ngồi nhớ lại những kỷ niệm anh và Dusik. Nước mắt bất chợt xuống. Ngày hôm sau, Junki xuất hiện tại bàn ăn với đôi mắt gấu trúc. Dusik nhìn Junki một cái, anh xoay người rời khỏi bàn ăn. Junki thấy thế trong ghé mắt bịt ngược lại vì cảm thấy đau ở đây này. Seojin đưa Junki đến bệnh viện. Bác sĩ nói Junki đang ở trong tình trạng rất tệ, nhưng bọn họ lại không tra ra nguyên nhân. Seojin liền nói gần đây cô bắt anh phải sống trưởng thành, không cho anh đùa giỡn nữa. Liệu đó có phải là nguyên nhân không? Bác sĩ đã nghĩ ra ngay lập tức, đó là lý do tại sao Junki bị như thế. Vì chuyện đùa cợt gắn liền với cuộc sống của anh, người Seojin nghe xong liền choáng váng. Trở lại bên cạnh Junki, vạn phần bất đắc dĩ nhìn anh một cái. Sau đó cô nói, sau này anh muốn đùa giỡn thế nào cũng được. Hãy làm những điều mà anh muốn, cô sẽ không ngăn cản anh nữa. Junki nghe xong, trong nháy mắt anh lập tức tươi tỉnh, anh còn đùa giỡn ngay tại trong bệnh viện. Seojin cuối cùng cũng chấp nhận những hành động điên rồ này của anh. Junki đội mũ bảo hiểm xuất hiện trước mặt Dusik. Dusik rưng rưng nước mắt, kích động đứng dậy. Anh không thể tin vào mắt mình vì Junki đã bình thường trở lại. Hai người bắt đầu chơi lại trò trượt ván. Seojin và Sua nhìn hai người chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đến tối, Seojin cầm điện thoại vội vã chạy đến công viên. Đột nhiên Junki nấp sau cầu trượt rồi kéo chân Seojin. Seojin cũng vì thế mà thót tim. Hóa ra, Seojin đã chạy đến công viên và bí mật hẹn hò với Junki. Hai người lấp trong cầu trượt. Seojin cảm thấy như vậy cô không thoải mái. Nhưng Junki lại nói gần đây Dong-gu theo dõi tình hình của bọn họ càng ngày càng gắt gao. Hai người vui vẻ chưa được bao lâu, Dong-gu liền xuất hiện, vẫn là vẻ mặt tức giận vì anh không tìm thấy được hai người. Seojin trốn sau tường run rẩy. Đây có phải là phiên bản kinh dị của người lớn trốn tìm? Seojin che mặt bằng tờ báo, mang theo một cái túi lớn, cẩn thận đi bộ trên đường. Junki bất ngờ thò đầu ra gọi Seojin khiến cô giật nảy mình. Sau đó cô vội vàng lên xe, nhân lúc không có ai phát hiện ra. Thì ra, cuối tuần này Junki không có lịch quay. Thế là anh hẹn Seojin đi du lịch, nhưng chiếc xe có vẻ như hơi bất ổn. Seojin thắt dây an toàn suýt bị xiết cổ. Khi họ bắt đầu đi thì chiếc xe rung lắc, lảo đảo. Thật vất vả họ mới đi lên được con đường lớn, hai người đều không tự chủ được vui vẻ. Đến cổng khách sạn, Junki vui vẻ trực tiếp cõng Seojin. Nhưng ngay sau lưng họ, một chiếc xe tải dừng lại. Trên xe liên tiếp có mấy bóng dáng quen thuộc. Trong phòng, Seojin vui vẻ trang điểm. Đây là lần đầu tiên cô và Junki đi du lịch, nên cô muốn mình lộng lẫy một chút. Nhưng đột nhiên ngoài cửa phát ra một thanh âm quen thuộc. Seojin liền chạy lên giường, bịt kín chăn lại. Cô tự hỏi tại sao hai người lại đến đây. Lúc này Junki còn ở trên giường điên cuồng nhúc nhích. Anh tưởng tượng anh sẽ có khoảng thời gian đẹp đẽ với Seojin. Nào ngờ anh phát hiện ra một âm thanh quen thuộc đang bước vào phòng. Anh nhanh trí lấy chăn trùm kín người mình để không bị phát hiện. Thì ra, cuối tuần này Dong-gu cũng rảnh nên anh đã rủ cả nhà trọ đi du lịch. Nhưng thật trùng hợp, anh lại chọn đúng nơi Seojin và Junki đi hẹn hò. Lần này Junki có chút sụp đổ. Bên kia Seojin nhân cơ hội hai người đi ra khỏi phòng. Cô nắm bắt cơ hội và bỏ chạy, thật vất vả mới đến được phòng của Junki. Nhưng bên trong lại trống rỗng không có ai. Hóa ra, Junki cũng nhân cơ hội lẻn ra ngoài tìm cô. Seojin vừa định gọi điện thoại, không ngờ Dong-gu và Dusik say xe trở về phòng. Bất đắc dĩ, Seojin chỉ có thể trốn vào chăn. Mà lúc này Junki cũng vừa vặn đi tới phòng của Seojin. Mà lúc này, Min-a cùng Sun-a cũng trở về. Cũng giống như Seojin, Junki cũng chọn trốn trong chăn. Nhưng lúc này Min-a đột nhiên phát hiện máy ảnh của cô dường như không còn nữa. Vì thế Dong-gu liền hỏi Junki, lúc này đang nằm trên giường, Junki không dám nói chuyện. Anh liền giơ tay để ám thị là anh không biết. Dong-gu thấy anh không trả lời liền kích động giật chăn ra. Mọi người đều ngạc nhiên, không tin người trước mặt mình là Junki. Thời khắc hiểm hóc này, Junki chỉ đành vận dụng hết kỹ năng diễn xuất của mình. Anh tỏ ra ngạc nhiên rồi nói với mọi người cuối tuần anh có cảnh quay ở đây. Nhưng đợi lâu quá vẫn chưa đến cảnh của anh nên anh tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên, điện thoại di động của Junki vang lên, hóa ra là lời cầu cứu của Seojin. Bây giờ cô ấy không dám nhúc nhích trên giường của Junki. Junki đành phải vội vàng chạy tới phòng mình, nhìn thấy Dusik nằm trong phòng. Junki liền tìm mọi cách kéo Dusik ra ngoài chơi, nào ngờ Dusik không chịu. Anh nói không muốn đi ra ngoài, chỉ muốn nằm nghỉ vì anh bị say xe. Junki thấy vậy bảo Dusik nằm ngủ. Kết quả, Dusik lại nói anh không buồn ngủ. Junki tức giận quát Dusik một trận, Dusik vẻ mặt bị bức bách. Không hiểu Junki đang quát mình vì chuyện gì. Không thuyết phục được Dusik, Junki chỉ đành xoay người đi ra khỏi phòng. Còn không quên dặn Dusik nằm im một chỗ, không được đi đâu. Bên ngoài Dong-gu, Su-a và Min-a đang vui vẻ ăn thịt nướng. Riêng bản thân Junki lại thấy không có tâm trạng gì. Nào ngờ Seojin đột nhiên gửi tin nhắn cô ấy muốn ăn thịt ba chỉ. Junki rơi vào tình thế khó xử, anh chỉ đành gấp thịt ba chỉ vào cốc giấy rồi mang đến phòng Dusik. Dusik nhìn thấy ly giấy trên tay Junki, anh hỏi đó là gì. Junki nói dối rằng đó là cà phê. Sau đó nhân cơ hội Dusik không chú ý, Junki liền đưa cốc giấy ra phía sau. Seojin thuận tay lấy cốc giấy rồi giấu vào trong chăn. Tất cả mọi thứ dường như không có kẽ hở. Nào ngờ Dusik lại phát hiện không thấy cốc nước trên tay anh đâu. Junki ấp úng giải thích anh đang làm ảo thuật. Dusik kích động đến không được. Anh bảo Junki biểu diễn cho anh ta một lần nữa. Lúc này Seojin đã ăn xong thịt nhưng cô cảm thấy chưa đủ. Cô nói cô muốn ăn rau diếp.
Jun Ki đành phải đi lấy rau diếp một lần nữa. Sau đó anh lại làm trò ảo thuật để đưa rau cho Seo-jin. Jun Ki vốn tưởng rằng mình đã được giải thoát. Seo-jin lại nói cô muốn ăn đồ ăn kèm. Jun Ki đang trên bờ vực sụp đổ, đành phải chạy thêm một chuyến nữa. Không những vậy, Doo-sik còn muốn xem anh làm lại màn ảo thuật vừa nãy. Nhưng Jun Ki đã sắp khóc rồi, anh quyết đoán chọn đóng cửa mà đi. Doo-sik vẫn không hiểu vì sao Jun Ki tức giận. Còn Seo-jin đã được ăn một bữa no lê. Chớp mắt đã đi vài tiếng đồng hồ, cuối cùng Doo-sik cũng thoải mái hơn. Jun Ki vui vẻ gọi Doo-sik ra ngoài chơi. Nào biết ngay lúc này, một tiếng ngáy lại từ giường bên cạnh phát ra. Mọi người liền nhìn về phía giường đối diện. Seo-jin ngủ quá nhiều. Lúc này dâu cũng hoàn toàn lộ ra. Su-a cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nói với Jun Ki người đang nằm sao lại giống phụ nữ như vậy. Nói xong liền chuẩn bị đi xem. Jun Ki không ngừng ngăn cản. Nào khi Su-a đến gần thì phát hiện ra đó là đàn ông. Sau đó, cô liền bảo Doo-sik đi ra ngoài chơi. Cuối cùng cũng thoát được cửa ải này. Jun Ki lần đầu tiên trong đời cảm thấy được bộ râu của Seo-jin đáng yêu như vậy. Anh vội vàng đánh thức Seo-jin dậy. Anh kích động mở cửa. Nào ngờ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Doo-sik đang ngồi ngoài cửa. Jun Ki nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ một hồi. Đột nhiên anh nhìn thấy chiếc vali lớn trên mặt đất. Sau đó, anh cho Seo-jin vào vali rồi đưa cô ra ngoài. Vừa ra đến nơi thì anh bị Su-a bắt gặp. Cô hỏi anh mang vali đi đâu. Jun Ki nghĩ trái nghĩ phải đành phải nói anh cố ý giúp cô. Su-a vui vẻ nói cảm ơn. Sau đó, cô liền kéo vali chuẩn bị rời đi. Jun Ki muốn ngăn lại nhưng đã không kịp rồi. Khi Su-a và Doo-sik đến địa điểm chụp ảnh, Jun Ki vội vàng bày tỏ sự giúp đỡ của mình. Anh trực tiếp cõng vali lên. Rất nhanh, Su-a liền vui vẻ chụp ảnh. Anh nhân cơ hội Su-a không chú ý, anh liền vác cái vali và bắt đầu chạy như điên, rồi trốn trong một góc. Jun Ki mở vali ra phát hiện không thấy Seo-jin đâu, chỉ thấy toàn quần áo. Anh tá hỏa chạy đi tìm Seo-jin. Chớp mắt đã đến trời tối. Doo-sik và Su-a trở về quán nhậu. Hai người vẫn còn suy nghĩ tại sao Jun Ki lại cướp vali. Nào biết ngay lúc này, Jun Ki chạy như điên đến. Anh nói muốn Su-a đưa vali cho anh. Su-a không muốn đưa, Jun Ki liền đưa tay cướp. Kết quả hai người kéo tới kéo lui, chiếc vali đã bị ném xuống hồ bơi. Jun Ki lập tức nhảy xuống vớt chiếc vali lên. Anh hoảng sợ mở chiếc vali ra. Lúc này mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Seo-jin bước ra từ trong vali. Nhưng may mắn, Seo-jin không xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Dong-gu đi qua, nhìn thấy em gái ở đây. Anh lập tức chất vấn hai người đang xảy ra chuyện gì. Jun Ki ấp úng do dự không dám nói. Seo-jin thấy thế xoay người muốn đi. Nào ngờ Jun Ki lại giữ chặt tay cô. Lần này, anh không muốn hai người phải khó xử nữa. Anh quyết định sẽ nói ra sự thật rằng anh thích Seo-jin. Mọi người bị lời nói bất thình của Jun Ki làm cho choáng váng. Dong-gu trong nháy mắt nghiêm túc. Anh hỏi ngược lại Jun Ki rốt cuộc đang nói cái gì vậy. Jun Ki khẳng định lại một lần nữa là anh thích Seo-jin. Ban đầu Dong-gu tức giận, nhất quyết không đồng ý cho bọn họ đến với nhau. Jun Ki có một giấc mơ, đó chính là tự tay giúp Seo-jin cạo râu. Hôm nay, giấc mơ này cuối cùng đã trở thành sự thật. Sau một thời gian, cuối cùng Dong-gu cũng đồng ý cho hai người đến với nhau. Nhìn hành động xén xúa của Jun Ki khi gọi điện cho Seo-jin, Doo-sik và Su-a ngồi bên cạnh có chút khó chịu. Su-a liền cướp điện thoại nói anh là đồ trẻ con. Nhưng Jun Ki mặc kệ những lời họ nói, anh vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Seo-jin đang lau bàn, anh giật lại khăn lau giúp cô, còn nhẹ nhàng bảo cô vào phòng nghỉ ngơi đi. Doo-sik chứng kiến cảnh này, nghiến răng nghiến lợi. Anh hứa với bản thân nhất định sẽ tìm một người bạn gái tốt hơn Min-a và Seo-jin. Nhưng Doo-sik đâu ngờ rằng ngày đó có vẻ đến khá nhanh. Cô gái đó là Angela đến từ Ukraine. Cô ấy đang đi du lịch đến Hàn Quốc, tình cờ đặt phòng của nhà nghỉ Waikiki. Jun Ki còn đang cảm thán nhan sắc của Seo-jin. Nào ngờ một trận thanh âm kỳ quái đột nhiên truyền tới. Thì ra đó là tiếng tim đập của Doo-sik. Anh ngơ ngác nhìn hướng Angela rời đi. Sau đó anh nói với Jun Ki, hình như anh đang yêu rồi. Chớp mắt, Doo-sik chạy đến phòng Angela. Mặc kệ Angela không biết tiếng Anh và tiếng Hàn, anh liền trực tiếp lấy điện thoại di động rồi dùng Google dịch để tỏ tình Angela. Đầu tiên anh nói anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng máy phiên dịch sai nên cô không hiểu anh nói cái quần què gì. Sau đó, anh quyết định hỏi cô một câu khác. Lần này máy dịch lại nói bạn trai cô có trứng của cô chưa? Angela nhìn người đàn ông trước mặt ngơ ngác không hiểu ý anh là gì. Cô quyết định rời khỏi phòng. Từ đó, vì chinh phục Angela, Doo-sik đã bắt đầu học tiếng Ukraine. Nhưng đột nhiên Jun Ki và Dong-gu đi tới chế nhạo anh. Hai người nói với Doo-sik, anh làm như vậy không có ích gì đâu. Sau đó Jun Ki liền gọi ba người nước ngoài vào. Doo-sik nhìn họ ngơ ngác không biết họ đang làm gì. Không hiểu những người này có giúp đỡ anh ta như thế nào. Jun Ki bắt đầu giới thiệu cho Doo-sik. Đầu tiên là Mark từ Đức có thể nói tiếng Ukraine, Bruno từ Pháp có thể nói tiếng Đức. Và Hana cô từ Nhật Bản có thể nói tiếng Pháp và tiếng Hàn. Điều đó có nghĩa là Angela nói tiếng Ukraine có thể được dịch từ Mark sang tiếng Đức. Sau đó, Bruno biết tiếng Đức được dịch sang tiếng Pháp. Hana cô dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Hàn. Vấn đề giao tiếp này không phải là một giải pháp hoàn hảo sao? Doo-sik vui vẻ nhảy lên. Cuối cùng, anh và Angela có thể đến được với nhau rồi. Chớp mắt, mọi người ngồi vây quanh. Doo-sik căng thẳng bày tỏ với Angela. Anh nói anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Và các dịch viên bắt đầu làm việc. Vẫn là Jun Ki phản ứng nhanh.
Anh vội vàng ra hiệu cho Angela, người tỏ tình không phải là Mark mà là Dusik. Angela hiểu điều này, cô bày tỏ ấn tượng đầu tiên của mình về Dusik. Cô ấy nói cô ấy thích anh. Junki và Dong-gu mơ hồ cảm thấy có chút cấn cấn, nhưng Dusik đã rất vui mừng. Anh vội vàng hỏi Angela có muốn hẹn hò với anh không. Angela lập tức đồng ý, Dusik trực tiếp nhảy lên vui sướng. Anh ôm Junki và Dong-gu, còn không ngừng cảm ơn họ đã giúp anh. Dusik và Angela đang ngồi trò chuyện và ăn bánh rất thân mật. Junki và Dong-gu nhìn thấy vẻ mặt ghen tị. Dựa vào cái gì mà Dusik có thể tìm được bạn gái đáng yêu như vậy? Dusik vào phòng tìm đồ chơi. Đột nhiên Junki lên tiếng nói Angela đi du lịch một, rất có thể là cô đã giận người yêu, nên đã đi du lịch một mình, để tìm một người khác thích hợp. Dong-gu cũng không ngần ngại thêm dầu vào lửa. Anh nói một người xinh đẹp như Angela không thể nào không có người yêu. Dusik nóng nảy, vội vã ra ngoài và hỏi Angela về điều này. Không ngờ câu trả lời khiến Dusik mừng rỡ như bắt được vàng. Angela nói cô không có bạn trai và Dusik là người đầu tiên mà cô hẹn hò. Dusik đem chuyện này nói cho Junki và Dong-gu, hai người lập tức biến sắc. Còn ca khịa Dusik may mắn khi quen được người con gái như vậy. Dusik và Angela cùng nhau uống rượu. Dusik nói anh có chút chuyện. Angela thấy Dusik rời đi, cô phàn nàn với người giao tiếp rằng cô cảm thấy Dusik và cô không có điểm để kết nối. Cô cảm thấy giao tiếp với Dusik rất khó khăn, không những vậy còn làm phiền đến những phiên dịch viên. Lúc này, Dusik không có bất kỳ cảnh giác nào về chuyện bên ngoài, vẫn còn ảo tưởng về chuyện của mình và Angela. Anh tưởng tượng ra anh lúc anh kết hôn với Angela, không biết nên tổ chức theo phong tục Ukraine hay phong tục Hàn Quốc. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Dusik cũng cảm thấy sung sướng tột độ rồi. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Junki và Dong-gu vì nghĩ không thông, hai người cả đêm không ngủ được. Mặt của hai người không khác gì con gấu trúc. Nào ngờ lúc này Dusik đột nhiên sốt ruột chạy tới. Anh hốt hoảng hỏi Angela đâu. Hanako nói Angela đã đóng gói hành lý của mình vào sáng sớm và rời đi rồi. Hôm qua Angela và Mark đã ở với nhau từ tối hôm qua đến sáng nay. Giữa hai người đó có chút mập mờ, Dusik chưa kịp phản ứng. Junki liền nói Mark và Angela đã ngoại tình rồi bỏ trốn sao. Dong-gu thấy vậy cũng thêm dầu vào lửa. Anh nói họ đẹp đôi, lại có thể nói cùng một ngôn ngữ. Trong hoàn cảnh đó thì dễ mà yêu nhau lắm. Lúc ấy Dusik kích động liền chạy ra ngoài để tìm Angela. Junki nói anh thực sự hy vọng chuyện tình cảm của Dusik sẽ diễn ra suôn sẻ. Dong-gu nói anh đã cầu nguyện cả đêm để mong họ có thể đến được với nhau. Không ngờ hai người đàn ông trước mặt lại trực tiếp ngủ. Thế nhưng hai người còn vừa ngủ vừa cười. Min A nghĩ rằng chắc hai người họ đang mơ đẹp lắm đây. Hôm sau, khi đang ăn sáng, Junki liền nhận được một hộp quà. Bên trong toàn là hình ảnh của anh với những vết xi do đỏ. Junki lúc ấy liền hoảng hốt. Bất ngờ lúc này điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Bên kia điện thoại là một giọng nói của phụ nữ. Cô ta hỏi anh đã nhận được quà chưa. Junki hỏi cô là ai. Nhưng cô ta kích động nói cô lúc nào cũng nhớ anh, tại sao anh lại không biết cô chứ. Junki vẫn không thể giải thích được. Lúc này Seo-jin phản ứng lại. Cô cho rằng người gọi điện cho Junki có thể là fan cuồng. Junki đang hạnh phúc khi có fan hâm mộ đầu tiên của mình. Nhưng Seo-jin vẫn mặc kệ, trực tiếp báo cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, cô gái bày tỏ vì quá hâm mộ anh nên đã làm ra những chuyện đó. Chứ cô không có gì ác ý cả. Junki ngay lập tức quyết định tha thứ cho cô gái đó. Hai người đi ra khỏi đồn cảnh sát. Junki nhắc nhở cô gái lần sau đừng làm những chuyện như vậy. Anh cũng muốn xác nhận xem cô gái này có thực sự là fan hâm mộ của anh hay không. Cô gái liền ngượng ngùng thừa nhận cô rất hâm mộ anh. Tất cả các bộ phim của anh, cô chưa bỏ một bộ nào cả. Cô thậm chí còn có cả đĩa DVD về các bộ phim của anh đóng. Junki trực tiếp cao hứng. Anh nói khi nào cô muốn gặp anh thì hãy gọi cho anh. Không những vậy anh còn mời cô qua nhà anh chơi. Ngày hôm sau, Junki đang ngủ say, bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay anh, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Hóa ra đó là Jinju, fan cuồng của Junki. Thì ra, hôm qua Junki mời cô đến nhà chơi, nhưng không ngờ cô đã đến đây từ lúc 12 giờ đêm qua. Điều này đã khiến Junki cảm thấy không thoải mái. Lúc này Junki đột nhiên nhìn về phía ảnh chụp của anh. Tất cả những người khác đã được thay thế bằng hình ảnh của Jinju. Junki cầm bức ảnh hỏi Jinju lý do. Cô ta nói cô chỉ không muốn nhìn thấy anh đứng bên cạnh những người khác. Vì vậy, cô đã thay thế nó bằng hình ảnh của cô. Jinju cho biết cô đã nấu bữa ăn sáng cho anh và bảo anh mau chóng xuống ăn. Sau đó cô rời đi trước. Lúc này Dong-gu và Dusik lập tức ngồi dậy. Hai người liền cảm thán cô gái đó điên mất rồi. Hành động của cô ta không khác gì kẻ bám đuôi. Nhưng Junki căn bản không để ý. Anh vẫn cho rằng đó là fan hâm mộ của anh. Junki sau khi quay xong cùng với diễn viên chính bước ra. Nào biết giây tiếp theo, đám người hâm mộ điên cuồng lao tới. Nào ngờ ngay lúc này, anh liền nghe thấy tiếng gọi tên mình. Khi anh ngoảnh đầu lại thì phát hiện ra đó là Jinju. Cô tiến lại gần anh, rồi lấy ra một chai nước tăng lực và một viên kẹo đưa cho anh, để giúp anh nạp năng lượng sau một ngày làm việc vất vả. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Junki kết thúc quay phim. Anh lại nhìn thấy Jinju đang đứng ở sảnh. Lúc đó anh có chút hưng phấn vì nghĩ rằng Jinju đến để đón anh. Nhưng không phải như vậy, Jinju đến đây là để cổ vũ cho nhóm Atta. Junki đang từ trên thiên đàng bỗng nhiên rơi xuống đất. Thì ra Jinju không phải đến để đón anh. Lúc này, nhóm Atta đi ra, đám người hâm mộ điên cuồng xông lên. Junki một lần nữa bị đẩy sang một bên, anh chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo. Trở về nhà,
Junki nghĩ trái nghĩ phải vẫn không thông. Anh nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Jinju, nhưng Jinju lại không nghe điện thoại của anh. Junki thấy vậy vẫn cố gắng an ủi bản thân mình. Ngày hôm sau, Jinju ra khỏi nhà như bình thường. Nào ngờ Junki lại ngồi ở trước cửa nhà cô. Jinju rất kinh ngạc không biết tại sao anh lại có thể tìm được nhà của cô. Junki cũng không nói nhiều, anh trực tiếp mời cô đến nhà trọ Waikiki để xem phim truyền hình của anh. Jinju lúng túng gật đầu đồng ý. Hôm nay, Jinju lại bắt đầu đến cổ vũ nhóm nhạc nam thần tượng yêu quý của mình. Nào ngờ tin nhắn của Junki không ngừng gửi đến. Jinju cảm thấy rất phiền phức, cô trực tiếp không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Nhưng lúc này, Junki đã đứng ngay ở phía sau lưng cô. Anh chất vấn cô tại sao không nghe điện thoại. Jinju trực tiếp bị Junki dẫn ra khỏi hiện trường. Trở về nhà trọ Waikiki, Junki trực tiếp lấy ra một cái hộp. Bên trong có một chiếc áo thun in hình của anh và một cây lai sờ tích in mặt anh tặng cho Jinju. Jinji bị Junki dọa đến phát hoảng, ngay lập tức bày tỏ sự hài lòng của mình. Chớp mắt đã đến đêm khuya, Junki vẫn đang giữ Junki xem phim truyền hình của mình. Lúc này hai mắt của Jinju chỉ biết nhắm lại. Junki lại dọa cô mới như thế đã buồn ngủ rồi sao? Không phải cô đã cổ vũ cho Atta tới tận đêm sao? Jinju sợ tới mức lắp bắp, vội vàng biện minh. Cô nói với Junki là cô đang ấn tượng với diễn xuất của anh. Junki nhìn vào biểu cảm của Jinju, anh liền lộ ra khuôn mặt tươi cười hài lòng. Kể từ đó, Jinju đã trốn trong nhiều ngày. Vừa trở về nhà, tin nhắn của Junki đã gửi đến cô. Jinju im lặng không trả lời, nào ngờ cô ấy vừa bật đèn lên. Junki đã ngồi ngay giữa nhà cô. Jinju hoảng sợ hỏi anh tại sao lại vào được đây. Junki nói điều quan trọng bây giờ không phải là vấn đề này, mà vấn đề ở đây là tại sao cô không trả lời tin nhắn của anh. Anh lo lắng nên đã tìm cô, nhưng cô vẫn rất khỏe mạnh. Đến ngày hôm sau, Jinju liền báo cảnh sát. Cô khai Junki đã theo dõi cô, còn đồng ý với cảnh sát phạt Junki. Mặc cho Junki giải thích, cầu xin, cứ như vậy, Junki không còn nhìn thấy fan hâm mộ của mình nữa. Sáng hôm sau, Junki vui vẻ cho con rùa ăn. Mọi người nhìn anh, vẻ mặt không nói nên lời. Du Xích liền nói Junki mau dừng lại hành động này đi. Trông anh rất giống bị khùng đó. Junki tức giận ngay tại chỗ. Anh giải thích cho mọi người, anh sắp phải đóng cảnh tình cảm với con rùa này. Thậm chí anh còn phải nhảy với nó nữa. Hơn nữa đây lại còn là cảnh quay rất quan trọng. Lúc này Seojin cũng nhắc anh không được quên cuộc hẹn tối nay của hai người. Chớp mắt đã đến hiện trường quay phim, đạo diễn bắt đầu bàn với Junki về kịch bản. Junki có vẻ hơi căng thẳng, nhưng anh chỉ có thể cầu nguyện Elizabeth phối hợp tốt với anh. Buổi quay chính thức bắt đầu, Junki diễn rất say sưa. Đáng tiếc con rùa căn bản không hợp tác với anh, đạo diễn liền nổi giận chất vấn anh. Tại sao anh làm quen với nó rồi mà vẫn không làm được? Junki quỳ xuống nhìn về phía rùa, anh cầu xin con rùa hãy giúp anh. Nhưng con rùa vẫn không chịu hợp tác với anh. Sau những lần thất bại, lần này con rùa không còn thò đầu ra nữa mà chui luôn vào mai. Junki bất lực chỉ dành cầu xin con rùa mau chui ra đi. Hôm nay anh còn có hẹn hò với Seojin nữa. Lúc này, Seojin đã chạy tới phòng ăn trước. Cô trang điểm với tâm trạng hồi hộp, háo hức, chờ đợi sự xuất hiện của Junki. Còn Junki ngồi nhìn con rùa bất động. Đột nhiên, Seojin gọi điện thoại đến. Thì ra, Seojin đã chờ đợi một chút khó chịu. Junki đành phải liên tục xin lỗi. Anh nói cô cố gắng chờ anh một chút. Anh sẽ đến ngay lập tức. Anh cầu xin con rùa hãy giúp anh. Bạn gái của anh đang chờ anh rồi, nhưng rùa vẫn không nhúc nhích. Sau một hồi vật lộn mệt nghỉ, cuối cùng anh cũng thành công quay xong cảnh khiêu vũ với con rùa. Đạo diễn liền đứng dậy khen ngợi Junki làm rất tốt. Junki kích động trao cho rùa một nụ hôn. Sau đó anh xoay người chuẩn bị đi hẹn với Seojin. Junki vừa mặc quần áo, đi tính toán để bắt một chiếc xe buýt. Nào ngờ lúc này người đại diện chạy tới, thông báo cho Junki. Giám đốc của họ đang ở gần đây. Nếu không có vấn đề gì anh có thể sang gặp họ để bàn về chuyện ký hợp đồng. Junki đã gặp rắc rối vào thời điểm đó. Anh nói với tiền bối, anh đang có hẹn với bạn gái. Cô ấy đã chờ anh mấy tiếng rồi. Kết quả người đại diện vừa nhìn anh do dự. Anh liền nói với Junki nếu như anh bỏ lỡ cơ hội lần này, anh sẽ không còn cơ hội để ký hợp đồng với công ty của người đại diện nữa. Nói xong anh ta xoay người rời đi. Junki cảm thấy rất khó xử. Trước đây vì công việc, anh đã bỏ lỡ những buổi hẹn hò với Seojin. Nhưng lần này khó khăn anh mới có cơ hội để phát triển sự nghiệp. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định gọi điện cho Seojin. Junki kể lại tình hình hiện tại cho cô. Anh mong cô có thể hiểu cho anh. Sau đó anh xin lỗi cô và hẹn cô lần khác anh sẽ đưa đi ăn. Seojin nghe máy xong liền đồng ý cho anh đi gặp giám đốc. Junki rất vui vẻ, cảm ơn cô rồi rít. Nhưng Seojin cúp điện xong tâm trạng cô lại vô cùng thất vọng. Cô ấy có thể hiểu Junki công việc rất bận. Dong-gu đang dạy đứa bé trong ngực nói tiếng bố. Đột nhiên, anh nhìn thấy Du-sik ăn mặc hở hang. Anh không nhìn được mà cười lớn. Thì ra, gần đây Sua mở cửa hàng trực tuyến. Cô đã thiết kế một bộ quần áo của riêng mình để bán. Vì vậy, Du-sik bị buộc phải trở thành người mẫu. Lúc này, Junki vừa ký hợp đồng trở về, nhìn thấy bộ dạng của Du-sik. Anh liền bật cười nói chiếc áo này nhìn trông rất hài hước. Thậm chí Junki còn nói có thể nhìn thấy cả rốn của Du-sik. Sua đi xuống, nhìn ba người đàn ông trầm mặc trước mặt. Cô hỏi mọi người tại sao lại không cười nữa. Còn hỏi chiếc áo của cô thiết kế có đẹp không.
Junki và Dong-gu vội vàng khen chiếc áo đó rất đẹp. Thế rồi Sua liền cho ba người mặc chiếc áo để làm mẫu. Hôm nay, Junki đến công ty để tham gia một cuộc họp. Anh sẽ sớm có một màn trình diễn bóng chảy, nên mọi người đang nghĩ đến một cách làm cho Junki có thể nổi bật. Mọi người suy nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn chưa tìm được cách nào cả. Đột nhiên, vợ của giám đốc gọi điện tới nói cô muốn đi học múa cột. Giám đốc nghe xong liền đồng ý cho vợ đi học. Cũng chính điều này, giám đốc đã nghĩ ra ý tưởng cho Junki học múa cột để ném bóng. Buổi đầu tiên đến lớp học, Junki nhìn ống thép trước mặt ra đầu tê dại. Anh than vãn với quản lý, vừa nhảy múa vừa ném bóng, cách tiếp cận này thực sự rất khó. Chớp mắt, giáo viên liền nhảy lên ống thép làm mẫu cho Junki. Sắc mặt Junki biến đổi, anh xoay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc anh căn bản trốn không thể thoát được. Giáo viên bắt anh múa đi múa lại, sau một hồi vật lộn anh cũng xoay được. Nhưng vì không làm chủ được nên anh đã bị văng ra ngoài. Về đến nhà, Seo-jin đau lòng dán miếng giảm đau cho Junki. Cô hỏi anh tại sao khó khăn như vậy, anh vẫn chịu khó làm nó. Lúc này Junki ngồi dậy, an ủi Seo-jin. Anh nói chắc chắn anh sẽ làm được, anh nhất định sẽ thành công. Để sau này anh sẽ mua tất cả những gì Seo-jin thích. Những lời nói đã khiến cho Seo-jin cảm động đến muốn khóc. Ngày hôm sau, Junki và Seo-jin đi đến công viên. Seo-jin toàn bộ trang phục võ thuật, cùng Junki bắt đầu luyện tập. Hai người luyện tập cả ngày, Junki cuối cùng đã thực hành thành công. Lúc này ở bên cạnh Dusik, anh mặc chiếc áo len của Sua rồi đứng tạo mẫu. Sua cũng giới thiệu rất nhiệt tình sản phẩm của mình. Nhưng lúc này Dusik chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Anh cảm thấy cả đời này anh chưa từng mất mặt như vậy. Chớp mắt đã đến ngày Junki diễn. Seo-jin đột nhiên lấy ra một chiếc vòng tay rồi đeo cho Junki. Cô nói đây là bùa may mắn, nó sẽ thay cô ở bên cạnh để cổ vũ cho anh. Seo-jin còn động viên Junki cô sẽ mãi là fan hâm mộ số 1 của anh. Junki rất vui vẻ, nhưng Seo-jin nói mình còn có một món quà nữa. Đó là một cái thơm má đầy sự ngọt ngào. Junki bắt đầu chuẩn bị quay, stylist đột nhiên lấy ra một bộ quần áo. Mà bộ quần áo này chính là của Sua. Junki nằm mơ cũng không nghĩ ra, anh ta sẽ múa cột trong bộ đồ này. Chớp mắt, Junki cũng quay xong cảnh này. Lần này múa cột ném bóng quả nhiên đạt được sự quan tâm rất lớn. Một nhóm phóng viên vây quanh để hỏi anh. Seo-jin dù rất bận, nhưng vẫn dành thời gian chạy tới. Junki lúc này vừa vặn nhắc tới Seo-jin trước đám phóng viên. Anh đã cảm ơn cô vì đã cùng anh luyện tập mỗi ngày. Nhưng những lời này khiến phóng viên tò mò, hỏi Junki đó có phải là bạn gái của anh không. Junki nhìn về phía giám đốc, ông ta liền lắc đầu ám hiệu cho anh. Junki cũng chỉ đành làm theo. Seo-jin nghe xong liền thất vọng rời đi. Tình huống này cô thực sự đã suy nghĩ, cũng đã sớm nghĩ ra phải thông cảm cho Junki. Nhưng khi nó đến cô lại cảm thấy có chút khó chịu. Hợp tác với một nữ diễn viên có chồng fan khắp thiên hạ, rốt cuộc sợ hãi đến mức nào? Junki vừa mới quay cảnh ôm, kết quả sát khí phiêu tán chung quanh, làm cho Junki một chút mông lung. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Junki đang nói chuyện điện thoại với Seo-jin trên đường. Đột nhiên, một chiếc chậu hoa rơi xuống, suýt chút nữa là rơi trúng người Junki. Junki tức giận đến ngẩng đầu lên nói người tưới cây một trận. Ông ta liền xin lỗi Junki. Junki vội vàng chạy vào taxi. Nào ngờ tài xế quay đầu lại nhìn, ông phát hiện ra anh là người đóng cảnh ôm Cindy. Junki vẫn còn rất thoải cảm thừa nhận ngay tại chỗ. Không ngờ, tài xế lái xe đến mức Junki đến trường quay nôn ra cả mật. Anh thực sự không hiểu, anh đã làm gì sai mà ai cũng nhắm vào anh. Lúc này anh đột nhiên nghĩ đến cảnh quay ôm Cindy, cho nên fan của cô mới tới để trả thù anh. Nói fan hâm mộ không thể nào quấy rối anh vì ôm Cindy đâu. Junki bắt đầu quay phim với Cindy. Khi chuẩn bị đến cảnh hôn, bất ngờ cây MIC liền rơi vào đầu anh. Anh mơ hồ nhận ra sự tình cũng không đơn giản như vậy. Khi quay lại lần hai, kết quả giá đỡ đèn lại trực tiếp rơi vào người anh. Junki bị ngã xuống đất ngay tại chỗ, người cầm đèn không ngừng xin lỗi. Sau đó, anh ta lấy ra một quạt điện nhỏ có hình Cindy. Điều này khiến Junki càng hoảng sợ, đạo diễn không phát hiện ra điều gì đó không ổn. Anh bảo mọi nghỉ giải lao một chút. Lúc này, quản lý đi qua. Junki vội vàng nói với anh ta, tất cả nhân viên ở đây đều là fan của Cindy. Quản lý phủ nhận tất cả mọi thứ, rồi bảo anh uống nước để bình tĩnh lại đi. Vừa uống được một ngụm, Junki lập tức nhổ ra. Anh nhìn vào chai nước thì phát hiện chai nước đã hết hạn sử dụng. Quản lý liền xin lỗi anh. Junki không nói gì, hỏi người đại diện xem anh có hành trình vào chủ nhật này không. Quản lý mở sổ ra để xem. Junki lại nhìn thấy trên quyển sổ của anh ta dán đầy ảnh của Cindy. Junki hoàn toàn hoảng hốt. Anh nghĩ nếu ở lại đây liệu anh vẫn còn lành lặn ra khỏi phòng chứ. Junki một đường chạy như điên về nhà. Dusik nhìn thấy liền vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Junki kể toàn bộ chuyện của mình cho Dusik nghe. Nhưng Dusik cảm thấy Junki chỉ đang tưởng tượng thôi, nên đã bảo anh trở về phòng và nghỉ ngơi. Ai ngờ, Junki phát hiện trên giường của mình toàn ảnh đe dọa anh không được đến gần Cindy. Junki hoảng loạn và chạy ra khỏi phòng. Sau đó, Dusik cầm lấy tấm ảnh trên giường. Không ngờ, anh cũng là một fan hâm mộ của Cindy. Ngày hôm sau, Junki thấp thỏm ngồi ở hiện trường quay phim. Cindy đến chào anh ta, sau đó đưa cho một ly cà ri. Junki vừa nhận lấy chuẩn bị uống, thì anh nhìn mọi người xung quanh rồi không ngừng run lẩy bẩy. Anh liền trả lại cô cốc cà phê, rồi chạy ra ngoài. Vào giờ nghỉ trưa, Junki trốn trong phòng để ăn. Nào ngờ Cindy lại tìm tới.
lại còn muốn đưa tay giúp Junki lấy bỏ hạt cơm trên mặt. Junki sụp đổ, lấy lại hạt cơm trong tay Cindy. Sau đó anh quát cô, đây là những gì anh giữ để ăn vào buổi chiều. Nói xong anh xoay người bỏ chạy, chỉ để Cindy tại chỗ vẻ mặt bị bức bách. Junki đi bộ trên hành lang, anh không ngừng cảnh giác bốn phía. Nào ngờ Cindy lúc này vẫn rất phiền não lại tìm tới. Thì ra, mấy ngày nay Junki vẫn trốn tránh cô, không nói chuyện với cô. Cô cho rằng mình đắc tội với Junki ở đâu đó, nên cô muốn đến hỏi Junki để nói rõ mọi chuyện. Nói xong liền bịt mí mắt lại. Junki nghĩ rằng Cindy đã khóc, nhưng không phải Cindy khóc, mà là do lông mi giả đã rơi vào mắt cô. Dusik liền tiến lên thổi giúp cô, nhưng cảnh này đã bị chụp lại được. Hôm sau, anh Dusik đang chơi máy tính, đột nhiên nhìn thấy Junki đứng đầu hot search. Ngay tại thời điểm này, Junki trở về nhà. Còn tưởng rằng Seojin và Dusik đang xem cái gì thú vị, anh liền chạy đến và xem. Trong nháy mắt ngây ngốc khi thấy tin tức anh và Cindy có tin đồn hẹn hò với nhau. Dusik chất vấn có phải như vậy không? Junki liền phủ nhận, nó chắc chắn không phải là sự thật. Đó là một sự hiểu nhầm. Seojin hỏi anh vậy bức ảnh này là như thế nào? Junki giải thích đó là Cindy rơi lông mi giả vào mắt. Anh chỉ giúp cô ấy thổi mắt thôi. Seojin vẫn rất tin tưởng Junki, lập tức đồng ý với lý do của Junki. Junki trở lại phòng. Anh gọi điện cho giám đốc muốn họ đăng bài để chứng minh anh trong sạch. Nào ngờ giám đốc tỏ vẻ tuyệt đối không thể trong sạch, còn nói scandal như vậy thể tăng độ nổi tiếng của Junki. Junki lúng túng đi ra, giải thích tình hình. Nào ngờ Seojin mở miệng chủ động an ủi Junki. Nhưng Dusik nhịn không nổi nữa, anh nói Junki rất quá đáng. Seojin có bạn trai nhưng lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi. Có bạn trai cũng không thể gọi bạn trai dính scandal còn phải chịu đựng. Junki xin lỗi và hứa sẽ đền đáp cho Seojin. Ngày hôm sau, Junki liền dẫn Seojin đi ra ngoài hẹn hò. Nhưng bây giờ anh ta nổi tiếng, để không làm phiền, anh chỉ có thể mặc kín đáo để không ai phát hiện. Ngồi xuống chỗ ngồi, Junki mới tháo hết khẩu trang, mũ, kính râm ra. Không ngờ, người chụp lén Junki lại đi nhầm vào phòng của Junki, cô ta lại bắt đầu giở trò. Sau đó không lâu, Junki đeo khẩu trang, kính râm muốn lên nhà vệ sinh. Nào ngờ vừa đi ra ngoài đã phóng bị viên ngăn lại. Cô ta không nói hai lời liền muốn kéo khẩu trang của Junki xuống. Không có cách nào để làm điều đó, Junki đã phải bắt đầu chạy trốn. Seojin lại một lần nữa lại bị bỏ rơi. Cô chờ anh một thời gian dài, cuối cùng Junki cũng gọi điện đến cho cô. Anh nói tình hình của anh cho cô nghe. Junki nói rằng anh sẽ gặp cô ở nhà. Sau đó cúp máy, Seojin ngơ ngác nhìn bàn đầy đồ ăn ngon. Vẻ mặt cô rơi vào trầm lặng, cô thất vọng trở về nhà. Đến nơi, Junki không ngừng xin lỗi Seojin. Nhưng Seojin nhìn Junki, cô không chịu được nữa, liền nói cô muốn cả hai ngồi lại để suy nghĩ về mối quan hệ này. Junki nghe xong đứng hình mất 5 giây. Hôm sau, Junki đến công ty. Vẻ mặt nghiêm túc nói với giám đốc, anh muốn giám đốc phủ nhận tin đồn hẹn hò với Cindy. Vì anh đã có bạn gái rồi, anh không thể nào làm chuyện đó với người mình yêu được. Giám đốc liền bật cười, nói anh lãng mạn ít thôi. Junki vội vàng bày tỏ, anh nhất định sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Nhưng xã giám đốc lại nói, nếu anh cố gắng, anh có thể trở nên nổi tiếng. Thì tất cả mọi người đã trở nên nổi tiếng rồi. Những diễn viên thất bại trong sự nghiệp không phải là do cố gắng, mà là do họ không biết nắm bắt cơ hội. Sau đó, ông đã cho Junki hai con đường. Một là ngoan ngoãn chấp nhận công ty sắp xếp. Hai là, anh có thể ngay lập tức yêu cầu các phóng viên để làm rõ tất cả mọi thứ. Điều đó có nghĩa là hợp đồng của anh với công ty sẽ chấm dứt. Junki rơi vào suy nghĩ giữa sự nghiệp và tình yêu. Anh không biết sẽ chọn cái nào cả, bởi vì để tránh người nhớ, Junki tạm thời ở trong ký túc xá do công ty sắp xếp. Còn không đợi ngồi xuống, anh ngay lập tức gọi điện cho Seojin. Nhưng bên Seojin nhìn điện của Junki, do dự nhiều lần nhưng vẫn cúp điện thoại. Đến tối, Dusik và Dongu đến nhà anh, hai người mang theo đồ ăn vặt và rượu. Hóa ra, tất cả mọi người đều đang có tâm sự. Sau một hồi uống rượu, ba người nằm lung tung. Dusik đột nhiên mở miệng nói Junki, căn bản không có gì để mất, có cái gì phải nhút nhát. Lúc trước anh vì cái tôi của mình mà đã từ chối sự giúp đỡ từ bố anh, để anh tự mình thành công, tất cả chỉ đều là nói dối. Junki cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, anh mặc một bộ vest. Sau đó, lấy ra chiếc vòng tay mà Seojin đã tặng cho anh. Anh hồi tưởng lại những kỷ niệm của hai người. Anh đến gặp giám đốc yêu cầu ông ta hủy hợp đồng. Anh sẽ đính chính về tin đồn hẹn hò của mình. Lần này, anh quyết định lựa chọn tình yêu. Junki nhắn điện cho Dusik, nói với anh bằng mọi giá phải đưa Seojin đến buổi họp báo. Sau khi cúp máy, Dusik nhìn về phía Sua nhờ cô giúp đỡ của anh. Chớp mắt, Seojin ra khỏi tòa soạn chuẩn bị ra về. Đột nhiên nhìn thấy Sua ngồi trên xe bên đường. Sua nói có thứ này muốn tặng cô. Seojin đương nhiên là không từ chối. Nhưng cô ấy vừa lên xe, Dusik liền gõ cửa và đưa cho cô một cây kẹo mút. Nhưng lúc này, Seojin thò tay ra lấy kẹo. Sua liền kéo cửa kính lên để Seojin không chạy thoát được. Cuối cùng, Sua bắt đầu lái xe đến buổi họp báo của Junki. Junki đi về phía trước của đài, đối mặt với tất cả người anh yêu. Junki nói rằng anh muốn làm rõ tin đồn với Cindy, bất ngờ phóng viên nhận được tin. Cindy chuẩn bị kết hôn với Junki, còn có thai 3 tháng. Tất cả các phóng viên nhìn thấy tin đó xong, liền đứng lên rời đi hết. Chỉ còn lại Junki và những người khác, Seojin thấy thế xoay người cũng muốn đi.
Junki vội vàng chạy tới chỗ Seojin, anh nói lời xin lỗi với cô. Anh thấy mình thực sự rất hèn nhát trong thời gian này. Nhưng bây giờ anh biết thứ quan trọng nhất đối với anh chính là cô. Anh thực sự yêu cô, Seojin nói với Junki. Từ đôi mắt của Junki có thể biết anh có yêu cô và trân trọng cô hay không. Bây giờ, cuối cùng cô đã tìm thấy nó một chút. Junki lại nói sao lại một ít, phải nhiều hơn chứ. Hai người nhìn nhau cười, rồi ôm nhau đắm đuối. Bây giờ Junki rốt cục cũng rõ ràng, có thể ôm người mình yêu nhất vào lòng. Đó là theo đuổi lớn nhất của anh trong cuộc sống này. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem bộ phim. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những bộ phim mới nhé.